Alo, anh à? Ừ, anh đây. Sao đây em? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Anh có rảnh không? Ừ, anh về sớm em sẽ nấu cho anh những món anh thích. Hôm nay à? Hôm nay anh bận mất rồi. Anh bận ạ? Anh có lịch hẹn với cả đối tác mới. Xin lỗi em nhé. Vâng ạ. Thế anh nhớ uống ít rượu thôi đấy nhá. Chỉ để nghỉ thôi nhá. Ừ, anh biết rồi. Anh à, vợ anh ngủ chưa? Tôi là vợ của anh Nam. Ai đây em? Người ta gọi nhầm máy. Còn ngồi đấy làm gì? Chưa đi ngủ đi.
Chào. Cô ngồi đi. Cô hẹn gặp tôi có việc gì? Tôi là vợ của anh Nam. Hôm nay tôi muốn gặp cô cũng chỉ muốn tâm sự với cô một chút thôi. Tâm sự? Không biết giữa tôi và cô có chuyện gì để mà tâm sự với nhau nhỉ? Người đàn ông mà tôi chăm sóc, cô dùng có quen không? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại yêu tôi như vậy. Ai cũng nói tính tình của cô rất kém, nóng này lại còn như sư tử Hà Đông ấy. Hôm nay gặp mặt thì quả đúng là như vậy. Nếu như cô có mắt thì cô đừng có dùng tai để hiểu tôi. Tính tôi thế nào còn tùy thuộc vào người khác. Đàn ông ấy ai cũng thích những người phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ. Người như cô ấy, tôi nghĩ chắc cô không biết dịu dàng là gì đâu nhỉ. Dịu dàng và nũng nịu ấy thì đó là bản năng chứ không phải là bản lĩnh của một người phụ nữ. Tôi với chồng tôi đến với nhau từ khi anh ấy còn tay trắng. Chính tôi là người đã ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy vượt qua mọi khó khăn. Cô nên nhớ, lựa chọn người đàn ông thành đạt ấy chỉ là bản năng, nhưng mà giúp đỡ anh ta thành đạt ấy mới là bản lĩnh của một người phụ nữ. Cô phấn đấu cùng anh ấy thì sao? Anh ấy vẫn chịu chi tiền cho tôi, mua những món đồ đắt nhất và đưa tôi đi ăn những nhà hàng sang trọng. Hạ người như cô ấy thì dù có mặc quần áo đắt tiền đến thế nào cũng chẳng đáng gì đâu. Cô không cảm thấy là những cái gì cô có và cô đạt được, cô không cảm thấy xấu hổ về điều ấy à? Đâu có sao. Trách ý thì trách chồng chị ngu. Chỉ cần tôi dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là anh ấy lại chiều tôi thôi. Anh à, cô ta nói anh ngu đấy. Anh còn muốn gặp cô ta không? Để em chuyển máy cho anh nhé. Cô nhớ mắt tôi đấy. Đàn ông thay đổi là bản năng, nhưng trung thành là sự lựa chọn. Em muốn anh biết năng lực của bản thân mình và kiềm chế những ham muốn của bản thân. Dù sao thì em cũng là vợ của anh. Ngày đầu tiên đi làm, không biết là em có làm được không. Em sợ. Em lo gì chứ, anh nghĩ em sẽ làm tốt. Trời ơi, là thư ký của tổng giám đốc đấy. Em sợ là em sẽ không làm được mất. Đến bạn gái của sếp tổng em còn dám làm thì việc này đã là gì? Cái anh này, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau cơ mà. Mà em bảo nhá, đừng có vì em là bạn gái của anh là anh ưu tiên em đấy. Em sẽ cố gắng trong công việc, anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Nhất trí. À, mà anh sắp đến công ty chưa? Anh gần tới rồi, em cứ lên phòng chờ anh nhá. Ok, yêu anh. Bố bị sáng ra. Bác có làm sao không ạ? Bác không sao đâu, chẳng qua là mất đà ngã thôi. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì vậy anh? Chào tổng giám đốc. Chào bác. Không có chuyện gì đâu, hai bác cháu đi ngược đường, không để ý nên va vào nhau thôi. May mà không sao ạ. Cháu cứ đưa bác đi khám xem bác có bị làm sao không nhá. Bởi vì người già rồi, xương cốt yếu, nhỡ có việc gì xảy ra thì lại khổ ra. Bác gãi nhẹ thôi không sao mà. Chẳng qua là mắt bác tèm nhèm không nhìn thấy gì nên mới ngã như vậy thôi. Thôi, vậy không sao là tốt rồi. Bác đi làm việc của mình đi. Thế chào tổng giám đốc nhá. Chào bác, mình đi thôi. Anh từ từ đã. Còn có chai nước, bác cầm tạm nhá. Bác cầm đi ạ. Với lại bác xem nó có bị đau ở đâu hay đau nhức ở chỗ nào thì bác bảo con, cô đưa đi khám. Con làm ở ngay công ty đằng trước kia kìa, làm thư ký của tổng giám đốc ạ. Cảm ơn cô,
Cô tốt quá, hiền hòa quá. Dạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Đúng là thứ dê già này gái trẻ đẹp là sớm xa sớm xác, cố tình làm quen. Ủa? Nhìn tốt gớm. Mình đi thôi. Dạ. Vâng, con xin phép ạ. Mình đi. Cô ơi. Cô. Có chuyện gì đấy ạ? À, bác có món quà tặng cháu. Bà nhà bác gửi ra. Quà quê đấy cháu ạ. Quà quê ạ? Cái lão già này đúng là cố tình phê phán mình đi mà. Dạ vâng. Anh Trung. À, hai bác cháu có chuyện gì ạ? Chào tổ giám đốc. À. Chẳng là thế này. Bác có món quà quê. Bác muốn tặng cô ấy, chẳng biết cô ấy có thích không. Bác khéo lo. Nhìn Thu như vậy thôi, nhưng cô ấy rất là hòa đồng và giản dị bác ạ. Bác ơi, cháu cảm ơn bác nhá. Cháu thích món quà này lắm ạ. Hẹn gặp bác vào ngày mai. Thôi, mình đi thôi em. Dạ. Chào bác. Thôi, đến đây được rồi. Anh đi về đi. Mà em bảo này, từ giờ đừng có đón em đi làm đưa em về nữa. Em sợ người ta nhìn thấy lại xì xầm bàn tán không hay đâu. Ừ. Vậy cũng được. Nếu mà em cảm thấy không thoải mái. Về cẩn thận nha. Anh về đây. Gớm chết đi được. Ai mà cần cái món quà quê này cơ chứ. Đúng là lão già gây tổng. Trông già thì gặm quả đòn thì có ấy. Trong 3 ngày nữa tôi mà không đuổi ông ra khỏi công ty ấy, không phải là tôi. Cô ơi, cô đỗ xe vào trong kia. Này ông, thế thuê ông đến đây làm bảo vệ để làm cái gì? Trả lương cho ông ở đây không phải để làm chó giữ cửa đâu, mà còn phải biết dắt xe cho người khác nữa. Ông hiểu chưa? Cô... Này, tôi nói cho ông biết. Tôi biết thừa cái ý định của ông. Trông già thích gặm quả non đó. Cô đừng có láo nhỉ. Ông còn nhìn cái gì? Đi dắt xe. Ông có tin một phát ông mất việc không? Ôi trời ơi! Cái ông này! Ông có làm được việc không đấy hả? Làm ăn như thế này mà công ty vẫn nhận ông vào làm là như thế nào? Tôi nói cho ông biết đây này. Cái xe của tôi chỉ cần xước một vệt thôi là ông mất việc như trời đấy. Nó đắt tiền lắm biết không? Cái xe của cô nặng quá. Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Làm ăn thì làm cho đàng hoàng thực tế. Không ai trả lương cho ông chỉ ngồi đấy như con cái cửa đâu. Cô... Em... Sao đấy? À không có việc gì đâu ạ. Ui kìa bác. Cháu đã nói với cái bác rồi. Cái xe nó nặng lắm. Để cháu dắt cho. Người già chân tay yếu. Nhỡ có việc gì xảy ra thì biết làm sao. Thôi bác để con Phi vào kia để cho nhanh ạ. Đi đó. Đấy. Bố thấy chưa? Con đã bảo với bố rồi. Thu ấy không như những người con gái khác đâu. Này, đừng gượng mà khen vội. 30 chưa phải là Tết đâu. Thôi, con lên công ty làm việc đã. Xe của cô đây. Nghe tôi nói đây này. Từ ngày mai không cần tôi phải bảo. Ông phải tự biết việc của mình mà làm, ông nghe rõ chưa? Cô đúng là người hai mặt. Trước người khác thì cô có vẻ tử tế tốt lắm. Tôi hai mặt thì làm sao? Với anh Trung tôi mới như thế thôi. Những người khác thì tôi cần gì? Nhất là với những loại người hạ đẳng như ông ấy. Cô... Ông... Cướp! Bỏ lại nó thôi! Cướp! Túi của cháu đấy. Này, lần sau đừng có hành thế cháu nhé. Cái bọn này đã kịp bắt trộm tiền rồi.
không đúng. Này ông già kia, tiền của tôi đâu? Tôi này, tiền nào? Ông còn hỏi tôi, ông đi bắt cướp thì ông phải biết tiền của tôi ở đâu chứ. Này, lúc tôi đuổi theo nó sợ công an, nó ném túi dưới đường, tôi mang về đây cho cô ngay. Thôi, có mà ông giả vờ đi bắt cướp để ăn trộm tiền của tôi thì có ấy. Cô làm cái gì thế này hả? Bỏ ra. Cô làm cái gì đấy? Tôi biết ngay mà. Giả vờ đi bắt cướp để lấy trộm tiền của tôi gì? Đây là tiền của tôi đấy. Một lão già bảo vệ như ông lương 3 cọc 3 đồng thì lấy đâu ra từng này tiền? Tôi vừa mất mấy triệu trong túi sách đấy. Một lão già mất thân mất đất, dê già lại còn có tính ăn trộm ăn cắp nữa. Cô cứ mua vào. Anh Trung, cô không cần phải nói gì nữa, tôi đã nhìn thấy hết mọi việc rồi. Bây giờ thì con thấy rồi đấy. Chính vì thế mà bố phải làm cách này để thử lòng người khác. Bố? Ông già này là bố của anh ấy. Là bố tôi đấy. Con gọi bố ra đây có chuyện gì? Đã bảo là khi nào lấy vợ thì hãng gọi bố. Còn cái việc công ty thì con tự thu xếp đấy. Thì con gọi bố ra đây để nói chuyện về việc cưới vợ đấy ạ. À. Cưới vợ? Lại yêu đương nhăng nhít chứ gì? Không. Lần này ấy, con trai của bố rất là nghiêm túc. Con muốn cưới vợ. Thật. Con đã tìm hiểu kỹ chưa? Tính tình, nhân phẩm, tư cách và đạo đức con người rất quan trọng. Yêu thì dễ đấy con ạ. Nhưng lấy vợ về bỏ thì không dễ đâu con. Con đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Cô ấy là một người ấy, vừa xinh xắn này, ngoan hiền, lại còn tốt bụng nữa. Có chắc thế không? Chắc mà bố, như thế thì con mới thích. Vậy thì bố kiểm tra lại lần nữa nhé. Dạ. Cháu xin lỗi bác. Tại cháu không biết đây là cháu mới. Tại vì cháu tưởng bác là ông bảo vệ nhà quê, cho nên cháu mới nói với bác như thế hả? Dạ cháu. Cháu à, cho dù sinh tới bao nhiêu, giàu có đến bao nhiêu mà coi thường người khác thì vứt đi cháu ạ. À. Ngày bé cháu đi học, cháu đã được dạy tiên học lễ, hậu học văn. Thế đấy. Bố nói đến đây thôi. Chuyện của con quyết định như thế nào tùy con. Vì đó là hạnh phúc của con. Anh Trung, chẳng nhẽ vì chuyện này mà anh vứt bỏ đi hạnh phúc suốt một năm qua của chúng ta sao? Cô nghe này, thứ đáng giá nhất trên đời này là lòng tin. Nó có thể mất một năm, hai năm hoặc nhiều năm để có được, nhưng nó cũng sẽ mất đi ấy, chỉ trong vài giây tích tắc thôi. Tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Chào cô. Anh Trung. Alo, tôi đây. Sao? Đã điều tra được khoản tiền 500 triệu dùng vào việc gì chưa? Dạ thưa chủ tịch, khoản tiền này đã được rút cách đây 3 ngày dưới danh nghĩa của anh Hoàng, nhưng người rút là chị Thu ạ. Thôi được rồi. Mẹ, cả tuần đi làm vất vả rồi, chủ nhật không nghỉ ngơi đi, suốt ngày điện thoại đấy. Để con bóc vai cho mẹ nhá. Cả tuần làm việc mà vẫn bị rút lõi ngân sách, nữa là nghỉ ngơi. Tập đoàn này sớm muộn rồi cũng phải đóng cửa thôi. Rút lõi ngân sách nào ạ? À? Ai ạ? À? Con ấy. Mẹ, con yêu thương mẹ như thế này mà con rút lõi ngân sách để làm gì? Con không làm nhưng vợ con làm. Cách đây 3 ngày nó mới lấy danh nghĩa của con rút 500 triệu trong ngân sách của công ty. Con định giấu mẹ à? Tưởng mẹ không biết à? Mẹ này, thật ra thì vợ con đang có việc cần, thế nên là... Việc cần á? Sao nó nhiều việc cần thế? Lúc thì 30, 50, rồi đến 100, 200, bây giờ lại 500 triệu. Nó cần cái việc gì?
việc ăn chơi của nó à? Nó tưởng làm dâu nhà giàu về đây để đốt tiền hả? Mẹ, con sẽ bảo cô ấy thêm tém lại à? Con chỉnh đốn lại vợ con đi. Sức chịu đựng của mẹ có hạn thôi đấy. Chồng, em mới mua bộ quần áo này, đẹp không? Anh làm sao đấy? Anh chán vợ anh đấy à? Vợ này. Dạ. Anh có nói với em rồi, việc của công ty ấy, lúc nào em cần tiền thì em bảo với anh rút cho. Chuyện 500 triệu em rút, mẹ biết được mẹ không vui đâu. Mẹ già rồi, anh kệ mẹ đi. Mẹ ôm một đống tiền đấy để làm gì đâu. Anh biết rồi, nhưng mà anh khó xử. Một bên là vợ, một bên là mẹ. Anh không biết làm nào cả. Thế để em giúp anh dễ xử hơn nhá. Anh bỏ vợ đi, chọn mẹ. Bỏ mấy kiểu dỗi đi. Em chả dỗi đâu. Anh nghĩ thử xem, lấy chồng về mà chồng không lo được cho mình, chả bỏ đi giữ làm gì. Không phải là anh không lo được cho vợ, mà là anh còn mẹ, còn công ty. Thôi thế này vậy, lần sau em cần tiền ý, em cứ nói với anh. Ít ra rút ở trên công ty, anh có biết cách làm sổ sách để mà lên trình bày. Chứ để vợ rút, hỏng hết. Thôi được rồi, yêu chồng nhất trên đời. Thôi đi ngủ nhá. Đi. Ngon không? Ngon. Ăn một miếng nữa nhá. Đẹp. Ơ, mẹ. Các con, mẹ muốn công bố với các con một chuyện. Dạ, chuyện gì ạ? 28 năm trước đây, khi ấy mẹ vẫn chưa có địa vị gì, vẫn hai bàn tay trắng, nghèo khổ, vất vả mưu sinh. Lúc ấy mẹ đã đưa hai anh em Hoàng đi mưu sinh cùng mẹ. Nhưng mà không may, mẹ đã làm thất lạc anh của Hoàng. Mẹ nói thế là sao ạ? Khi ấy con còn nhỏ, mới có 2 tuổi, con chưa biết gì và cũng không nhớ gì cả. Sau này mẹ cũng không muốn nói cho con biết, bởi vì mẹ sợ con lo lắng. Nhưng mà thật may, mẹ vừa tìm thấy anh trai của con rồi. Trung, vào đây đi con. Mẹ. Đây là anh trai của các con. Các con chào hỏi nhau đi. Ê, chào em dâu. Vâng, chào anh ạ. Anh về nhá. Em không muốn anh về. Anh phải ở lại đây với em cả ngày hôm nay. Anh phải đến công ty. Anh vừa mới ra trường, lại tiếp quản chức vụ giám đốc của một tập đoàn lớn. Anh không thể làm cho mẹ anh thất vọng được. Thương anh quá đi mất. Em muốn ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh ấy. Anh sẽ làm cho mẹ anh nghĩ anh trưởng thành. Sau đó anh sẽ cưới em, được chứ? Được nhá. Về cẩn thận nhá. Anh về đây. Thu, em có gì để nói không? Hả? Anh muốn em nói gì là nói gì? Em không muốn nói là em không dám nói. Em định bắt cá hai tay à? Hả? Em có bắt cá hai tay đâu. Em với anh ta mới quen nhau 1 tháng thôi. Và em với anh ấy yêu nhau thật lòng đấy. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã yêu thương cô, chăm sóc cô. Vậy thì tôi là cái gì? Là vi phạm. Tôi cũng định nói với anh rồi. Nếu như anh biết tôi cũng nói luôn. Chúng ta chia tay đi. Chia tay á? Cô nói nghe dễ nhỉ. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã chăm sóc cô. Tôi vừa đi học vừa đi làm để lấy tiền nuôi cô ăn học. Vậy mà bây giờ cô đối xử với tôi như thế á? Đấy là anh tự nguyện chứ tôi có ép anh đâu. Còn bây giờ tôi nói chia tay là chia tay. Tôi có phải lo nghĩ cho tương lai của tôi nữa chứ? Khốn nạn!
cô nghĩ cô phủi tay dễ như thế à? Hả? Thằng ấy có biết cô đã có người yêu trong 3 năm qua không? Suốt 3 năm qua tôi với cô đã làm những gì? Được. Tôi sẽ nói cho nó biết về con người của cô, để xem nó còn yêu cô nữa không. Anh đừng lại. Là do anh ép tôi đi chứ. Ok. Thu, em có làm sao không? Hả? Anh bỏ tay ra. Alo, 113 đúng không? Ở đây đang có người hành hung tôi. Cứu tôi thôi. Thu, con trai mẹ lớn lên đẹp trai quá. Mẹ, cũng may mà con được người ta nhận nuôi, lại được ăn học tử tế đàng hoàng. Mẹ rất biết ơn bố mẹ nuôi của con. Mẹ đang tính thời gian tới mẹ sẽ bố trí hai mẹ con mình về quê để cảm ơn ông bà ấy. Mẹ sẽ tặng cho ông bà ấy một căn biệt thự để tỏ lòng cảm ơn. Con thấy thế nào? Dạ, cái đấy thì tùy mẹ. Mẹ xin lỗi nhá, chỉ vì mẹ để thất lạc con mà con phải bươn chải vất vả. Mẹ, không sao đâu mẹ. Con thấy như vậy cũng hay, con cũng đã khôn ngoan và hiểu đời hơn. Điều con đáng tiếc nhất trong cuộc đời là đã yêu nhầm một người mà đã vì cô ta mà phải ngồi tù một thời gian. Cô ta là ai? Là đứa nào? Thôi, dù sao thì cũng là quá khứ rồi, con cũng không muốn nhắc lại nữa. Với lại con cũng đã không liên lạc với cả cô ta từ rất lâu rồi ạ. Khổ thân con tôi. Con yên tâm, mẹ sẽ bù đắp cho con. Ngay ngày mai con sẽ đến công ty để nhận chức phó chủ tịch. Dạ. Con phải làm quen với việc tiếp quản công ty đi. Mẹ già rồi, khi nào con đủ lông đủ cánh, mẹ sẽ giao toàn quyền công ty cho con. Mẹ, con thấy em Hoàng ấy đã làm ở công ty từ rất lâu, con nghĩ em sẽ hiểu biết nhiều hơn con. Thằng Hoàng ấy chỉ làm quân thôi chứ không thể làm tướng được. Với cái cách làm ăn không dứt khoát của nó, mẹ lo có ngày mất công ty như chơi ấy. Mẹ đã quyết định rồi, con phải là người chèo lái thay mẹ. Con đừng có phụ lòng mẹ nhá. Mẹ, con biết rồi ạ. Tôi tưởng Hoàng và mẹ đi làm lễ cho vợ chồng cô. Cô bảo cô bị ốm nên không đi được. Sao? Khỏe rồi hả? Em muốn thời gian bên cạnh anh lâu hơn. Không được à? Bên cạnh tôi á? Em dâu ăn mặc như này mà qua phòng anh chồng nói những lời như này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm nhỉ? Anh đừng có mà giả vờ không quen biết em nữa được không? Rõ ràng là anh còn tình cảm với em cơ mà. Anh còn yêu em đúng không? Phải, tôi chưa bao giờ quên được cô. Nhưng mà mối quan hệ của chúng ta không phải là yêu nữa rồi. Không phải là yêu? Ý anh là không thể. Em và anh chẳng có máu mủ ruột già nào cả. Có gì mà không thể cơ chứ? Cô nên nhớ, cô là vợ của Hoàng. Vợ của Hoàng? Em còn yêu anh. Em không thể bên cạnh Hoàng, một người mà em không còn tình cảm nữa. Em sẽ có cách để rời xa Hoàng. Chúng ta quay trở về bên nhau, được không anh? Không khó chứ. Có gì đâu mà khó. Em sẽ làm cho Hoàng biến mất khỏi thế giới này. Sau đấy, anh sẽ đường đường chính chính lấy em về. Cái chuyện anh trai mà lấy vợ của em mình khi đã mất, đấy là chuyện bình thường thiên hạ đầy mà anh. Âm mưu hãm hại chồng, cho chồng chết rồi ung dung đến với anh trai của chồng à? Ô là thứ rắn độc chứ không phải là con người. Mẹ và em đã được xem trực tiếp từ nãy giờ rồi đấy. Anh dám đặt máy quay lại đâu? Phải, vì tôi muốn họ biết con người thật của cô là như nào. Đối với cô, không có gì gọi là thứ tình yêu đâu, mà chỉ có là tiền thôi. Trước đây
vì muốn gạt bỏ tôi mà cô đã cho tôi đi tù. Còn này, vì muốn gạt bỏ chồng mình mà cô sẵn sàng lên kế hoạch để giết chồng. Cô không xứng đáng làm con người đâu, Thu ạ. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thứ ghê tởm. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô một lần nữa. Anh Hoàng, cô tưởng tôi có đứa con thất lạc thật à? Nhầm rồi, tôi chỉ có một mình thằng Hoàng thôi. Đương nhiên, cô vừa đánh mất cuộc đời của chính mình rồi đấy. Tôi chỉ muốn trả lại những gì cô đã gây ra cho tôi. Có được không? Hả? Cậu chính là người đã gọi điện muốn gặp tôi vì nói là biết rất nhiều những bí mật của con dâu tôi. Phải. Cậu nói đi. Nhà chỉ có mình tôi với cậu thôi. Bạn xem đi. Đây là một số hình ảnh quá khứ giữa tôi và cô ta. Một mối tình 3 năm. Đẹp đẽ biết bao nhiêu. Rồi đùng một cái, cô ta khiến tôi thành một thằng tù để có thể rộng đường đến với con trai của bà. Còn có một số hình ảnh nữa về hiện tại của cô ta đấy, về đời sống trụy lạc. Bà xem cho kỹ vào. Ngay mà. Đúng là cái đứa con gái hư hỏng, vô tích sự. Vậy mà thằng con trai tôi nó ngu muội, nó không nhận ra, lại nghe những lời ngon ngọt của nó. Tình hình này không khéo thì mất trắng hết về tay nó thôi. Tôi muốn bà trả mối thù cũ giúp tôi, đồng thời cũng sẽ khiến con bà có thể nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Nhưng mà bằng cách nào? Một vở kịch. Tôi là con trai thất lạc của bà. Dậy rồi à? Chị mua bánh với sữa đấy, em ăn sáng đi nhá. Hôm nay chị bận nên không nấu được cơm trưa, có gì em ăn ngoài nhá. Suốt ngày cho tôi ăn bánh với sữa. Chị không biết nấu ăn thì cũng phải cố mà học cho biết nấu chứ. Cho người ta ăn như thế này ai mà sống được. Hôm nay chị bận nên chỉ mua được thế thôi, em ăn tạm một hôm nhá. Tạm á? Thế chị tiêu tiền của anh tôi có tiêu tạm không? Có chồng rồi mà đi làm điệu đà gớm nhở. Quyến rũ anh tôi, chấp nhận làm vợ hai rồi mà bây giờ vẫn chưa thỏa mãn à? Còn định ve vãn ai nữa? Ốc, trả lại cho chị. Tôi không trả đấy, lấy được là của tôi. Mài cây son đắt tiền như này ấy, chị không xứng đáng dùng nó đâu. Đây là son anh Hoàng mua tặng chị. Em trả lại cho chị đi, nếu mà em thích, chị mua cho em cây khác. Tôi biết ngay là cô lại vòi vĩnh anh tôi mà. Cô ấy, đúng là cái thứ đàn bà xấu xa, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi của chồng thôi. Từ lúc chị bước chân vào cái nhà này ấy, tôi cảm thấy ngứa mắt lắm rồi đấy. Em thôi đi được rồi đấy. Hôm nay chị rất bận, không có thời gian đôi co với em đâu. Còn nếu mà em cứ muốn sỉ nhục chị như thế, chị cũng không khách sáo với em đâu. Ghê nhở, tôi thách chị đấy. Chị định làm gì? Định đánh tôi à? Hay định giết tôi? Chị cứ thử làm đi, để xem anh tôi có để yên cho chị không. Em, chị định làm gì? Nhịn cũng giỏi thật đấy. Được rồi, để xem chị còn vui vẻ được bao lâu. Mày điên à?
một trò gì đấy? Anh đi mà hỏi vợ anh ấy, chị ta nấu ăn cố tình không nấu phần của em, lại còn nấu toàn những cái món em không ăn được nữa. Như thế có phải là hành hạ em không? Cho dù thế nào ấy nữa ấy, thì mày cũng không được đập phá. Chị dâu không nấu thì mày không nấu được à? Bây giờ em còn bênh vợ nữa à? Trong mắt anh ấy còn có đứa em gái này không đấy? Anh cứ để cô ấy đập đi. Nếu mà khó ở quá ấy, thì xả stress một chút cũng được mà. Chị... Đấy, anh nhìn cho kỹ bộ mặt thật của vợ anh đi. Tao với cô ấy chả có vấn đề gì cả. Người có vấn đề là mày ấy. Xin lỗi chị dâu ngay. Không bao giờ, chị ta không phải là chị dâu của em. Chị ta chỉ là vợ kế của anh thôi. À, anh, đừng. Không nên đâu. Ngay từ đầu cô ấy đã không đồng ý để chúng ta kết hôn rồi. Gây rối cũng là chuyện bình thường thôi. Với lại em cũng không phải người mềm yếu, dễ bắt nạt gì. Anh không phải sợ em chịu thiệt. Chị... Sáng nay cô ấy đã vứt cây son mà anh tặng em vào thùng rác rồi. Chị đừng tưởng chị nói ra như thế thì anh tôi sẽ bênh chị nhá. Chị cũng chỉ là cái đứa lấp đầy chỗ trống cho anh tôi thôi. Đã là vợ lẽ thì chả có cái quyền gì ở đây để mà vênh váo cả. Anh dám đánh em á? Được, rồi sẽ phải hối hận thôi. Từ bé giờ nó chiều nên bây giờ hư quá. Anh sẽ nói chuyện lại với nó. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nhá. Anh ạ. Chị. Anh ngồi đi. Thủy. Không ngờ lại gặp em ở đây. Hai người quen nhau à? Ơ, anh Hoàng không biết à? Anh Trung với chị Thủy là bạn học cùng nhau đấy. Ngày xưa thân thiết lắm ý. Thế chị Thủy không kể cho anh nghe à? Thôi, mọi người ngồi chơi đi. Để tôi vào lấy hoa quả. À, em cũng vào phụ chị. Chị. Ôi. Em có sao không? Nóng quá. Chị Thủy, em biết là em vụng về rồi. Thế nhưng mà hôm nay chị cũng phải giữ thể diện cho em một tí chứ. Hôm nay có khách đến chơi mà. Cô đang nói cái gì đấy? Chính cô tự va vào tôi rồi ngã cơ mà. Chị quá đáng quá rồi đấy. Vừa nãy ở trong bếp chị đã... Thôi không nói nữa. Em biết là chị không thích ở chung. Thế nhưng mà cũng vì em chưa có tiền nên mới vợ ở nhờ nhà anh chị thôi. Trời đất ơi, cô diễn giỏi thật đấy. Cô nghĩ là cô làm như thế thì anh ta và anh cô sẽ thương xót cô à? Thủy, dù sao thì hôm nay có khách, em đừng làm mất mặt nữa. Chuyện em chồng với cả chị dâu ấy cũng là cổ tích rồi. Dù còn như nào ấy thì em cũng không nên cư xử như vậy. Trung, anh không thấy là cô đang diễn à? Hai người không nhìn ra chuyện gì à? Dù sao tay con bé cũng đỏ ửng lên rồi. Em đừng nói thế nữa. Thôi, anh không phải mắng chị nữa đâu. Nếu mà chị không thích như thế này thì mai em xin phép dọn ra ở riêng ạ. Mình đi xử lý vết thương đi. Cô có ý gì đây? Ý gì là sao? Tôi không ngờ chị gặp lại tình cũ mà lại lạnh nhạt thờ ơ như thế được đấy. Tôi đúng là phục chị thật ấy. Ý cô Trung là tình cũ của tôi á? Cô điên rồi. Tôi với Trung chỉ là bạn thôi. Trước đây và bây giờ đều như thế cả. Chị không cần phải biện minh cho mình đâu. Hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ cho anh tôi và cả anh Trung thấy được con người chị tệ hại như thế nào. Nực cười. Có phải là cô thích anh Trung mà anh ta không thích cô, nên bây giờ cô trút giận lên đầu tôi đúng không? Cô biết không? Cô quá tội nghiệp. Chị im đi. Chị có biết vì chị mà anh ấy chìm đắm trong đau khổ không? Anh ấy không thiết đáp lại tình cảm với tôi. Nếu mà không có chị thì chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi. Hóa ra là như vậy à? Vậy thì tôi nói luôn cho cô biết nhá. Tôi với Trung chỉ là bạn thôi. Không có tình cảm gì cả. Thậm chí là chúng tôi còn không liên lạc với nhau cơ. Chị nghĩ tôi sẽ tin lời chị nói à? Vậy cô muốn sao? Đến trước mặt anh ấy nói rõ ràng. Chị dám không? Được. Nhưng mà sau đấy Trung có yêu cô hay không ấy thì tôi không chắc. Ok. Thế nhưng mà chị đừng có nghĩ đến chuyện sẽ chơi tôi. Nếu mà chị dám giở trò ấy thì tôi cũng không từ thủ đoạn nào đâu.
Vậy à? Vậy thì cô cũng nghĩ cho kỹ nên dùng thủ đoạn nào với chị dâu để không bị anh trai đuổi ra khỏi nhà nhá. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Nếu mà cô đã thách thức tôi thì tôi sẽ cùng cô chơi vụ. Hôm nay em đến đây tìm anh có chuyện gì đấy? Có người nói rằng anh yêu thầm em đã nhiều năm nên từ chối tình cảm người ta. Em thấy có lỗi nên đến đây để xác nhận. Làm gì có chuyện như thế. Với lại ấy, chuyện của quá khứ ấy, thì làm sao tính là thật được. Nếu anh mà thích em thì anh đã bày tỏ rồi. Vậy sao anh không nói rõ ràng với người ta để người ta hiểu nhầm? Anh có biết là cuộc sống hôn nhân của em đang đứng trên bờ vực tan vỡ không? Ý em nói là Trinh, chuyện đã qua rồi ấy, thì cho qua đi, chứ mình nhắc lại làm cái gì? Anh nhầm rồi, em không đến đây để hạ bệ cô ấy. Dù sao Trinh cũng là em chồng của em. Em cảm thấy mình cũng cần có trách nhiệm. Chuyện Trinh thích anh chắc là anh cũng biết. Biết, anh biết rất là rõ. Nhiều lần anh đã nói với Trinh rồi, nhưng mà cô ấy vẫn cố tình không hiểu. Hôm trước ở nhà em về, anh mới biết Trinh cố tình mời anh đến để biết rằng là em đã kết hôn. Trinh là người nông cạn, hơn nữa lại rất cố chấp. Em mong rằng anh một lần nói rõ ràng với cô ấy về chuyện của chúng mình. Em không muốn anh Hoàng lại nghĩ ngợi. Đấy, anh thấy chưa? Chị ta đang hẹn hò với người khác đây này, còn chạy đến tận cửa nhà người ta nữa. Chị đúng là cái loại trơ trẽn. Cô nói cái gì đấy? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi cơ mà. Sao cô lại lôi anh mình vào chuyện này cơ chứ? Tôi phải đưa anh tôi đến đây để nhìn rõ khuôn mặt thật của chị chứ. Để anh tôi ấy không bị cái vẻ ngoài của chị lừa lọc nữa. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Mới có mấy ngày thôi đã không chịu được phải chạy đến tận cửa nhà người ta thế này à? Hóa ra đây là mưu hèn kế bẩn của cô đấy à? Để tôi xem, sau vụ này cô sẽ được cái gì? Anh Hoàng, tôi có thể giải thích cho anh rõ ràng chuyện này. Mong anh đừng có nghi ngờ gì về Thủy. Tôi tự định đoạt, không cần anh phải xen vào. Thì ra anh chính là nguyên nhân khiến cho gia đình tôi lục đục. Nếu gia đình tôi mà có chuyện gì, anh đừng có trách tôi. Anh, nghe em nói đã. Anh Trung, anh giận em đấy à? Em làm như thế chỉ là muốn cho anh nhìn rõ bộ mặt của cô ta thôi. Cả anh và anh trai em cần phải tỉnh ngộ. Cô làm loạn như thế chưa đủ à? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi là tôi không hề có tình cảm gì với cả cô. Chúng ta chỉ thích hợp là bạn thôi, cô không hiểu à? Đấy là anh vẫn còn tơ tưởng đến chị ta. Anh xem, chị ta thì có cái gì hay nào? Nhân cách thì thối nát, trơ trẽn ve vãn anh em để làm vợ lẽ. Bây giờ lại còn muốn chạy đến bên anh nữa. Chị, cô không hiểu hay là đang cố tình không hiểu? Tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với cả Thủy. Nếu mà có ấy, thì đây là chuyện riêng của một mình tôi. Thủy không hề hay biết gì cả. Mong cô đừng có làm phiền Thủy nữa. Thế tại sao anh không buông bỏ? Tại sao anh vẫn mê mẩn không chịu đáp trả tình cảm của em? Em yêu anh như thế cơ mà. Chúng ta thử yêu đương với nhau có được không? Tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi ở bên nước ngoài. Sang tháng tôi sẽ qua bên đấy với cả người yêu tôi. Không, anh đang đùa em đúng không? Em biết là vừa nãy em làm thế có hơi quá. Thế nhưng mà anh cũng đừng có nói với em như vậy chứ. Thực sự là tôi đã nói với cô rồi, là tôi không hề có tình cảm gì với cả cô. Đến bây giờ tôi cảm thấy cô rất là phiền. Tại sao cô không thể giữ chút liêm sỉ cho bản thân của mình được à? Anh Trung, em biết em làm như thế là sai rồi. Anh đừng có giận em nữa. Bây giờ anh muốn em làm gì cũng được. Chỉ cần anh hết giận thì em làm gì cũng được. Về đi, đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa. Nếu mà cô còn gây chuyện cho tôi và Thủy, tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu. Đi về đi. Anh Trung, đi về đi. Anh Trung, anh Trung, anh Trung, anh Trung ơi, đừng giận em nữa. Anh bỏ em ra. Rốt cuộc là anh em nhà anh muốn cái gì? Em mệt mỏi lắm rồi đấy. Thế còn em? Em thừa biết người đó là người mà Trinh thích còn gì? Nó quá đáng với em. Anh đồng ý. Nhưng có nhất thiết là em phải sang tận nhà cậu ta? Em gặp Trung chỉ vì thỏa thuận giữa em và Trinh thôi. Nó muốn em nói rõ ràng với cậu ta. Và em cũng chẳng nói gì để ảnh hưởng đến tình cảm của họ cả. Làm thế đó à?
Trinh đã nói hết với anh rồi, em không cần phải giấu. Ok, nếu mà bây giờ em chưa quên được ấy, anh sẽ cho em tọa nguyện. Anh nghe nó nói, vậy đã bao giờ anh hỏi em chưa? Anh có bao giờ nghĩ tại sao nó luôn gây sự với em trong cái nhà này chưa? Em cũng chỉ muốn cuộc sống chị dâu, em chồng được hòa thuận, vì vậy em mới đến đó thôi. Đây là lý luận của em. Anh tin nó. Anh tin nó mà anh không tin em. Mày làm cái gì đấy? À, tao vẫn đứng đây. Đây là chị dâu của mày đấy. Mày có giỏi mày tát tao đi. Anh để em dạy dỗ chị ta đi. Vì chị ta mà anh Trung không yêu em nữa. Bây giờ anh Trung có người khác rồi. Em mất tình Trung thật rồi. Anh nghe thấy gì chưa? Người như cô ấy thì làm gì có ai chịu được cơ chứ. Tất cả là tại chị. Tại chị quyến rũ anh ý. Chị đúng là con hồ ly tinh. Im đi. Ngay từ ban đầu Trung đã không hề thích cô rồi. Trung đã từ chối cô rất nhiều lần. Vậy mà cô vẫn bám giết lấy người ta, van xin tình cảm của người ta. Cũng thất bại mà. Chị, tình yêu thì cần có sự rung động. Cô thử nhìn lại mình đi. Ngoài sự lười nhác, miệng lưỡi thì cay độc, thích gây hấn, cô có cái gì để người ta yêu? Đúng. Đúng là tôi dàn dựng tất cả mọi chuyện để cho bọn họ nhận ra sự xấu xa của chị. Nhưng mà tôi thua rồi. Kể cả không phải là lỗi của chị đi nữa, thì chị cũng có tư cách gì để mà dạy đời tôi? Chị thì có cái gì mà cả anh và anh Trung đều mê mẩn chị đến thế? Tôi có lòng tự trọng, còn cô thì không. Thì ra tất cả do mày bày vẽ ra. Anh thực sự quá thất vọng với mày. Mày ngủ quá ngày thôi đi. Đây mày đổi vấy tội lỗi lên đầu của chị dâu mày. Mày phá hoại hạnh phúc của gia đình này rồi. Nhưng mà em không biết làm cách nào để anh Trung yêu em cả. Điều đó có nghĩa là mày được làm tổn thương đến người thân của mày à? Ngu ngốc. Dọn đồ ra khỏi nhà tao. Nhanh. Anh đuổi em á? Bây giờ em thê thảm như thế này rồi mà anh còn đuổi em à? Anh là anh trai của em đấy. Bây giờ mày cũng biết tao là anh trai của mày rồi à? Những điều mày gây ra ấy, bây giờ mày phải chịu tất cả hậu quả của nó. Hãy tìm một chỗ nào đấy, tự chất vấn lương tâm của mình đi, xem mình đã đúng hay sai. Anh Hoàng, bình tĩnh lại đi. Không được. Do chúng ta đã quá nuông chiều nó rồi. Chính vì chúng ta nuông chiều, thế nên bây giờ nó mới ngu ngốc như này. Dọn đồ ra khỏi nhà tao ngay. Nhanh. Anh xin lỗi. Anh hồ đồ theo nó rồi. Thôi được rồi. Anh xin lỗi rồi thì thôi. Nhưng nếu có lần sau anh không tin vợ anh nữa thì người ra đi sẽ là em đấy. Tôi chờ anh xíu nhé. Chuyện gì à? Bố mẹ hai đứa đâu? Chết rồi. Mất rồi. Em vào nhá. Tên nào, phở đây. Rồi, hai đứa ăn nào. Quang. Từ. Thôi. Chú làm thêm bát nữa nhá. Nào, cứ bình tĩnh. Rồi, chờ chú xíu. Em ăn trước đi. Tiền của em nè. Đây, một bát nữa đây. Thơm nhá.
Đấy, ăn đi. Hai đứa ăn no chưa? Ừ. Thế có ngon không? Ngon. Quá. Ngon nhá. Chủ quán đâu đấy ạ? Dạ, anh cần gì ạ? Anh chủ quán à? Dạ. Mày đi ra. Thằng này. Dạ. Tao là anh hay mày là anh? Dạ. Anh là anh ạ. À? Đi ra. chủ quán đâu rồi anh nhỉ? Chào anh ạ. Mày chủ quán à? Chị lên chèm bảo tao đến đây thu tiền bảo kê. Đến đâu? Đây đây. Hai anh thông cảm. Quán em vừa mới khai trương, cũng chưa có nhiều khách, nên là chưa có tiền ạ. Thế cái gì kia? Hả? Cái gì kia? Nhìn rõ đi. Anh nhìn hai đứa nó lem nhem như vậy, nó trẻ lang thang, thấy nó khổ quá nên em cho ăn hai bát, chứ đâu phải khách đâu ạ. Tao thông cảm cho mày ấy. Thế thì ai thông cảm cho bọn tao? Hả? Thế bây giờ bà Liên bà về bà oánh bọn ta thì làm sao? Em thông cảm. Cái thằng này, tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, đến những cái chỗ này là mày phải kiềm chế lại. Em thú thật, anh cứ đòi thế chứ đòi nữa, em không có tiền. Các anh cứ thư thư cho em vài hôm để em kiếm tiền để em giả các anh. Thế là rồi. Tao cho mày một hạn cuối nhá. 3 ngày nữa ấy, mày phải mang tiền nộp cho bọn tao, mẹ chưa? Không đừng để bọn tao đập nát cái quán này. Biết chưa? Biết chưa? Dạ vâng. Và vẫn đi. Suy nghĩ đấy hả? Ở đây mấy chú có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nói chưa? Thế ra ngoài kia thì ai chăm, ai lo? Thế kẻ xấu bắt đi thì làm sao? Ngốc ạ. Ôi, đưa em lên nhà ngủ đi. Trang ơi! Hoàng ơi! Hai đứa đâu rồi? Trang! Hoàng! Trang ơi! Chắc lại bỏ trốn rồi đây. Anh ạ. Hẹn hò như nào nhỉ? Anh ạ, anh thông... Hôm nay là 3 hôm rồi đấy. Anh thông cảm, bữa hôm khác đi, em hiện tại đang có việc rất là gấp. Thế nhá. Này. Việc gấp đến mấy ấy, thì cũng đóng tiền đi. Hẹn rồi. Nhanh lên. Nhanh. Thôi được rồi. Còn bao nhiêu vốn liếng trong người em đây? Anh cầm hết đi. Lúc khác em có gì em lại đóng tiếp.
Thế có phải là ngoan không? Ai cái đứa này chạy đâu không biết nữa. Không biết đi đâu nữa. Sao? Trang làm sao? Mà tại sao đi lại không báo chú hả? Trang, nó đói nó ngất ở ngoài đường rồi. Giời ơi. Thôi, ở đâu trừ chú nhanh. Trang ơi. Trời ơi. Cho bọn cháu hai bát phở ạ. À rồi, hai cháu ngồi đi, chờ chú xíu nhá. Chú Kim. Ồ, sao hai cháu lại... Chú không nhận ra anh em cháu à? Hai đứa là... Bọn cháu chính là hai đứa trẻ mà 15 năm trước chú đã cứu giúp đấy ạ. Ồ, hai đứa là... Trang! Hoàng! Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi, hai đứa lớn quá chú không nhận ra. Thế bây giờ đã làm gì rồi? Sau khi mà bọn cháu không ở cùng với chú nữa thì anh em cháu được một gia đình tốt nhận nuôi. Chính họ đã cho anh em cháu ăn học tử tế nên bây giờ anh em cháu mới được thế này đấy ạ. Ôi, hay quá. Anh Hoàng thì bây giờ đang là quan chức cấp cao của một văn phòng luật, còn cháu thì đang là nhân viên ngân hàng ạ. Ôi giỏi vậy cơ à. Hai đứa ngồi đi. Dạ, để cháu dọn cùng bọn chú ạ. Đến hẹn lại lên. Anh Sang đấy à? Điện bảo kê đâu đứa đây. Rồi, tôi biết rồi. Lên, bao nhiêu việc? Lại thiếu chú ạ. Suốt ngày thiếu thôi, tháng nào cũng thấy thiếu là sao? Có mấy cái đồng bạc, thiếu. Già cả rồi đâu kiếm được nhiều nữa đâu. Này chú kia, chú biết chú làm thế đang phạm pháp không? Thằng này, mày là ai mà mày dám xen vào việc của tao đấy, hả? Chú không nhận ra tôi đúng không? Tôi là thằng bé mà 15 năm trước tôi đã ở đây rồi đấy. À, mày chính là cái thằng bé ăn xin mà 15 năm trước ngồi đây ăn phở thế. Mày hôm nay lại đến đây ăn xin cái ông này tiếp ạ? Tôi tao bảo, mày ăn xin ông mày làm gì? Làm gì có tiền đâu. Sang đây ăn xin tao lại, sang đây đấm lưng cho tao vài cái rồi tao cho ít tiền. Đúng, cảm ơn chú. Cảm ơn chú vì đã nhận ra thằng bé ăn xin này. Nhưng thằng bé ăn xin này có thể kiện chú ra tòa vì tội bảo kê bất hợp pháp và cho vay nặng lãi đấy. Cái thằng em, mày ăn nói lên thằng ăn xin cái gì đấy? Bảo kê nào? Chú cần tiền đúng không? Thôi. Đây, cầm lấy mất tiêu. Alo, nghe. Sao? Chị lên chèm bị bắt rồi hả? Rồi, biết rồi nhá. Chính mày là người đã báo công an bắt chị Liên đúng không? Đúng. Chú biết thế là tốt đấy. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chú có chạy đằng trời. Chú Kim, chú cầm đi ạ. Coi như đây là lời cảm ơn của hai anh em cháu ạ. Cái gì đấy, thôi hai đứa, à chú lại sợ cầm tiền của cháu. Chú nhận đi ạ, nếu như năm xưa không có chú cứu giúp thì hai anh em cháu đã chết đói ở ngoài đường rồi. Chú cầm lấy đi. Hai cái đứa này, để đây. Chú ngồi đấy, ăn phở nhá. Dạ vâng ạ. Ngồi đấy, thằng này không hành đúng không? Chờ chú xíu. Thank you.
Anh đi đâu mà giờ này mới về? Anh đi nhậu với đối tác. Em biết đấy, công việc mà. Lại là công việc. Anh không thể về nhà sớm hơn được với em à? Em cũng đi làm, em cũng mệt mỏi mà. Ừ, anh xin lỗi. Lần sau sẽ chú ý hơn. Bây giờ anh vào nghỉ đã, anh mệt lắm rồi. Em ăn cơm đi nhá, anh no rồi. Tôi là Hoàng, một người đàn ông 30 tuổi, độ tuổi không còn ngông cuồng, ngỗ ngược, không còn chỉ là sống cho bản thân mình, mà còn là sống cho gia đình và công việc. Vì thế, tôi càng phải cố gắng, càng phải nỗ lực. Nhưng có vẻ vợ tôi không hiểu tôi. Anh phải đến công ty, nói chuyện sau nhé. Đồ ăn vợ nấu ngon lắm, anh cảm ơn vợ. Phải cho anh em ở trong phòng một bữa ra trò chứ. Tin gì? Tôi có biết gì đâu. Ồ, hai. Thì cái dự án của ông ấy, bên công ty đối tác, họ khen nức nở đấy. Thật á? Họ đồng ý rồi à? Ừ, chả thật chứ không lại đùa. Mà bên công ty đấy kỹ tính như thế, ông làm cho họ vừa ý như thế, thế thì ông ghê rồi. Mà tôi nghe đâu ấy, hình như sếp đang định thăng chức cho ông lên thành trưởng phòng đấy. Ông đợi quyết định chính thức đi nhá. Thật sao? Ừ. Ui. À, sang này. Ông này tôi đẹp trai không? Vâng, đẹp trai. À không, à, dạ sếp tương lai của tôi trông đẹp trai vãi cả đạn ra ấy. Ô, mà Hoàng này, ông sao thế? À, thì tôi đang nghĩ xem nên mua cho vợ tôi cái gì để tôi còn khoe cái chuyện này. Lâu lắm rồi có mua quà cho vợ đâu. Cũng nhờ cô ấy chăm sóc gia đình này vẹn toàn thì tôi mới được như ngày hôm nay đấy. Mà cũng chín phần nhờ cô ấy chứ đùa đâu. Kinh, lại nghiêm túc thế. Được của nó đấy. Nghĩ đến vợ cái là phải đi mua quà cho vợ ngay cơ. Ờ, thì vợ tôi mà. Tôi không chăm thì thằng khác có chăm à? Ông này, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Ông chưa có vợ, chả hiểu cái quái gì cả. Thôi, tôi đi lựa quà cho vợ tôi đây. Ê, từ từ. Làm cốc cà phê đã rồi về. À, túi sách. Ừ. Anh mua cái túi này bao nhiêu tiền? Em có đi đâu đâu mà lại cần túi. Tiền đấy vợ chồng mình để làm được bao nhiêu việc? Công ty anh bốc thăm trúng thưởng. Ai cũng nhận được quà, nhân dịp cuối năm mà. Thật không đấy? Thật. Em này, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì ạ? Anh nói đi. Công ty anh thành lập nhân viên. Nếu anh bị mất việc, em có thất vọng với anh không? Anh Hâm này, em ở bên anh từ lúc vợ chồng mình chưa có gì. Đến bây giờ anh cũng đã rất cố gắng rồi.
dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở cạnh bên anh. Thật sao? Nhưng mà em bị anh lừa rồi. Anh mới được thăng chức tăng lương, sau này cuộc sống của chúng mình sẽ được cải thiện hơn. Dám lừa em. Em này, em nghĩ sao nếu hai chúng mình có con? Em có đồng ý không? Bây giờ anh có đủ khả năng để lo cho hai mẹ con rồi. Trang! Trang! Làm cái gì đấy? À, thì vợ anh vất vả bao lâu nay rồi. Anh vào anh phụ dọn nhà cửa, phụ bếp. Sao? Anh có chắc là anh làm được không đấy? Ừ. Anh nấu ăn thì chỉ có chuột thôi. Mùi gì nhá? Ôi chết, nồi thịt của anh. Thôi, anh để em làm cho. Anh đi ra quét nhà cho em. Dừng lại. Cô rán, sợ chết đây được ấy. Em ra đập nó giúp anh đi. Đàn ông gì mà lại sợ rán? Luật nào đàn ông không được sợ rán? Ra đập giúp anh đi, nhanh lên. Anh nhớ trong nồi canh của em đấy, cho thêm muối vào. Ừ. Đây có phải muối không nhỉ? Xong rồi này, mày xong rồi. À. Thôi, anh ra ngoài kia đi, để em làm cho. Vâng, xin tuân lệnh. Anh này, hôm nay em cảm thấy hạnh phúc lắm. Lâu rồi vợ chồng mình không dành thời gian ở bên nhau. Nếu sau này em già, em xấu, anh còn thương em nữa không? Đương nhiên là không rồi. Anh nói gì cơ? Ý của anh ấy là không thương như bây giờ, mà phải thương hơn nữa cơ. Hiểu chưa đồ ngốc? Gửi vợ yêu, cảm ơn em. Thời gian qua đã hy sinh và cố gắng vì anh rất nhiều. Cơ mà em cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình nữa nhé. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh nhận ra món quà lớn nhất với em không phải là vật chất mà là sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia. Anh sẽ luôn bên em, làm em hạnh phúc vì em có anh. Anh yêu em. Cảm ơn anh vì món quà. Nhờ có nó mà em tự tin hơn rất nhiều. Em không nghĩ là anh lại chu đáo và quan tâm em nhiều như thế đâu. Chỉ có ngốc thì không biết là anh yêu em nhiều thế nào thôi. Lần sau có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy, được chưa? Không có giấu đâu ấy. Vâng, em thương anh nhất. Thương thì phải thưởng chứ. Anh muốn được thưởng gì? Thưởng thế này này. Thank you.
người phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ xinh đẹp. Ra bà dạo này hơi bị đẹp đấy nhá. Hát đấy. Ôi, đến rồi kìa. Rồi ạ. Làm gì mà cái túi lớn túi bé này. Ôi giời. Đã bảo là đi đón rồi thì không nghe. Hai mẹ con tao tranh thủ qua siêu thị để mua ít quà để ông bà nội, ông bà ngoại. Có taxi đưa đến tận nơi rồi, làm sao mà phải đón. Ôi trời ơi. Ra với mẹ ngáo ốc của con ra nhá. Nhìn gớm quá đi. Cho anh ý ăn xong, thay đồ là hai mẹ con tao đi luôn. Làm gì có thời gian mà chỉnh chu. Không có thời gian chỉnh chu thì mày cũng phải chải cái tóc, mặc bộ quần áo tử tế vào là xong chứ có gì đâu. Chúng mày có chồng con như tao đi rồi khác biết. Cả ngày á chỉ có nấu nướng, dọn dẹp rồi á đánh vật với anh con trai này là hết ngày. Thế tại sao mày không thôi giúp việc ôm dâm nặng bụng làm gì? Thì tao không muốn giao việc nhà cho người lạ. Thôi, mày cứ nói làm cái gì nhở? Biết thừa tính nó rồi còn gì? Cái gì mà chẳng muốn đụng tay vào cho nó chu đáo? Vâng, cái gì cũng chu đáo, chỉ trừ nó ra thôi. Tao nói cho mày nghe đây này. Anh Trung nhà mày càng ngày càng đẹp trai, phong độ, lại còn làm ăn giỏi, gái theo ầm ầm. Mày mà không để ý, mất chồng như trôi. Riêng anh Trung ấy thì không phải lo. Chàng yên tâm đi, đã có tao ở đây rồi cơ mà. Tao là thư ký của anh ấy, thời gian ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn cả nó. Lo cái gì nhở? Đấy, có cái Linh ở bên cạnh để mắt anh Trung, thế nên là tao cũng yên tâm. Tao nhắc lại cho mày nhớ nhá. Anh Trung ấy, anh ấy yêu mày vì con người của mày, chứ không phải là vì vẻ bề ngoài hay là cái gì cả đâu. Nhớ chưa? Đúng rồi, chỉ có mày là hiểu tao nhất. Chứ sao nữa. Đấy, hai đứa mày cứ an ủi nhau đi. Tao nhắc cho mày nhớ đi này. Chẳng có ai nắm tay nhau được mãi đến sáng đâu. Ơ, mẹ Thu hay thật đấy nhở. Mẹ Thu đừng có nói mấy cái lời tiêu cực nữa. Không Bia lại nghe thấy bây giờ. À, mẹ Thu bị đời phản bội nhiều quá đấy. Nên là cứ nhìn đời bằng con mắt đeo kính râm ý. Bị đồ ăn sáng xong rồi, anh ăn sáng rồi anh đi làm. Thôi, em cho con ăn đi. Anh có hẹn ăn sáng với cả đối tác để bàn công chuyện rồi. Thế tối anh muốn ăn gì? Tối anh cũng có hẹn ăn với cả đối tác rồi. Có gì em với cả con cứ ăn trước rồi đi ngủ trước đi. Đừng có mà đợi anh nhá. Con của bố, bố đi làm nhá. Ở nhà chơi với cả mẹ nhá. Nào, biết. Thôi, anh đi làm đây. Trung ấy, anh ấy yêu mày vì con người của mày, chứ không phải là vì vẻ bề ngoài hay là cái gì cả đâu. Nhớ chưa? Anh về rồi đấy à? Ừ. Con đâu em? Con ngủ rồi anh ạ.
Sao em không ngủ đi? Em đợi anh về rồi em mới ngủ mà. Mỏi quá. Dạo này công ty nhiều việc lắm hả anh? Làm hết Tết đến rồi, công ty nào mà chả thế. Em bóp như thế này anh có thoải mái không? Anh đi tắm đã. Anh đi làm cả ngày rồi, người cũng bụi bặm. May mà ông anh tao chơi cùng cũng tham gia buổi tất niên đấy. Chả nhẽ ông Trung không nói gì với mày à? Thì chắc là anh Trung nghĩ tao phải ở nhà trông con, thế nên là cũng không nói với tao. Hé to ra. Mím. Xinh đẹp tuyệt vời. Đi vào thay cái váy tao vừa đưa cho mày đi. Đi. Nhìn gì? Đây, xong rồi. Điểm nào để chế chăng ạ? Đáng nhẽ ngay từ đầu lúc nào mày cũng phải đẹp như thế này mới xứng đáng là vợ sếp chứ. Ôi giời, suốt ngày son phấn với cả váy vóc như thế này thì thời gian đâu mà con cái cơm nước với nhà cửa nữa. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Mày nghe lời con Linh, chỉ cần mày đẹp tâm hồn á, mày nhìn nó thì xem có bao giờ nó xấu không. Được rồi, tao biết rồi. Bi ở nhà với mẹ thông ngoan nhá. Mẹ đi một lát rồi mẹ về nhá. Mày chỉ việc làm sai chung đổ dạp cái chân của mày thôi. Mọi việc để tao lo. Tao đi đây. Bye bye. Bye bye. À, chị thấy không gian ở đây như nào? Rất là đẹp. Đây, em còn nhập tất cả mọi thứ ở đây hết này. Em chào chị ạ. Em đi rồi. À, giới thiệu với cả chị, à, đây là Linh, bà xã của tôi. Công nhận là anh Trung có một người vợ rất là xinh đẹp của quyến rũ. Nghe nói là buổi tiệc ngày hôm nay là do một mình cô ấy đề con. Đúng là rất mắt thẩm mỹ và tinh tế đấy. Em cảm ơn chị đã quá khen rồi ạ. Em chỉ muốn góp một ít sức vào công ty của ông xã em thôi. Mà thôi, có lẽ là tôi sẽ nhường lại không gian này cho hai người. Chúc hai người năm mới vạn sự như ý, tỷ sự thành công, hạnh phúc viên mãn nhé. Cảm ơn chị. Linh, hôm nay em có mệt không? Em không. Cái cảm giác được anh gọi là bà xã ấy, hạnh phúc thật đấy. Đi vào nhé. Bảo mày là đến đây đánh ghen với tao à? Tao đây, đánh thì đánh đi. Tao chả việc gì tao phải đánh mày. Nhưng tao rất là muốn hất cốc nước này vào mặt mày để cho mày tỉnh. Mày bị làm sao đấy hả Linh? Tao thì đã làm sao? Bọn mày thì làm sao hiểu được cái cảm giác mà không có bố mẹ, rồi không có tiếng nói ở trong xã hội này. Chỉ có thể là anh Trung, anh ấy có thể giúp tao leo lên được cái vị trí mà tao mong muốn và có tiếng nói, được tôn trọng ở trong cái xã hội này. Nhưng mà anh Trung là chồng của Trang, Trang nó là bạn thân của mày đấy. Thế thì đã làm sao? Chỉ cần tao muốn ý, và tao sẽ làm để đạt được mục đích. Từ bao giờ mày trở thành con người trơ trẽ như vậy đấy hả Linh? Tao thì làm cái gì sai? Có trách thì trách nó cái kìa. Là một người phụ nữ không tinh tế, không biết canh giữ chồng. Mà nếu tao là đàn ông ý, tao cũng bỏ nó đi và đi theo người phụ nữ khác. Linh! Tao hiểu mày đang nghĩ gì. Tao hiểu tại sao mục đích sống của mày nó lại như vậy. Nhưng mày quên hết rồi.
ngày xưa tao với mày với Trang đã từng vất vả với nhau như thế nào? Nếu không nhờ với nó giúp đỡ thì tao với mày bây giờ sẽ như thế nào, mày nghĩ đến chưa? Ba đứa mình đã từng chia cho nhau từ mẩu bánh mì đến hộp cơm, ngụm nước. Mùa đông cắt da cắt thịt mà tao với mày còn không có nổi cái áo khoác tử tế. Chính Trang đã mang áo cho bọn mình mặc. Dù thời ấy nhà nó cũng chỉ hơn nhà hai đứa mình chứ đâu khá giả gì đâu. Rồi cái lần mày nhận cả đống việc làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, không chịu được lăn ra sốt đùng đùng. Trang cũng là đứa xin nghỉ học để đi làm thêm giúp mày, để người ta vẫn trả đủ tiền lương cho mày đấy. Nói cho mày nghe đi này, nếu không nhờ vào cái Trang thì tao với mày cũng không có ngày hôm nay đâu. Mày đừng có nói nữa, tao không muốn nghe. Có chuyện gì mà sao em lại? Em sẽ rời khỏi đây. Em nghĩ là chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa. Nhưng mà tại sao? Thật ra là em chỉ muốn lợi dụng anh để bước chân vào giới thượng lưu. Em muốn sự giàu có và được mọi người ngưỡng mộ. Linh, em thấy là chúng ta nên dừng lại đi trước khi mà mọi chuyện đi quá xa. Anh là bố của Bia, là chồng của Trang. Anh là người nó yêu thương và tin tưởng. Em thì không xứng đáng là bạn thân của nó. Nhưng mà bây giờ anh không biết phải làm như nào nữa. Em nghĩ là chúng ta nên quên tất cả quá khứ đi và anh làm lại từ đầu. Em xin lỗi. Chào anh. Cái Linh nó chuyển chỗ làm rồi. Ta cũng chẳng biết nó chuyển đi đâu nữa. Nó nhờ tao gửi lời đến mày lời xin lỗi. Nó không có mặt mũi nào để gặp mày nữa đâu. Chuyện đến nông nỗi này thật ra cũng là do tao. Từ lúc sinh Bia xong, vợ chồng tao vẫn chưa gần gũi. Gần một năm rồi. Là đàn ông ai mà chịu được chứ. Sao lại thế? Mày chả nói gì với tao cả. Tao lại cứ nghĩ là vợ chồng mày vẫn bình thường. Thì mỗi lần anh Trung đòi hỏi, tao đều để anh ý ra. Tao ngại. Mày có chuyện gì à? Thì từ lúc sinh xong, tao cứ bị viêm nhiễm nấm ngứa. Mỗi lần quan hệ là đau rát. Cô bé có mùi. Đến mình còn thấy sợ nữa là đàn ông. Trang ơi là Trang, việc quan trọng như thế mà bây giờ mày mới nói với tao. Đối với phụ nữ, sức khỏe vùng kín rất là quan trọng, khác gì sinh mạng đâu. Thì tao cũng đã chữa bằng nhiều cách rồi, nhưng mà vẫn không khỏi. Tao xấu hổ nên mới không dám kể với chúng mày. Chồng thì không dám gần gũi, thế nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Tao chán mày lắm luôn ý. Mày nói sớm với tao thì không phải chịu đựng một mình rồi. Tao cho mày cái này này. Vùng kín của thảo mộc 37 không những có mùi thơm quyến rũ mà là còn làm hết viêm nhiễm, xe khít và làm hồng nữa, đảm bảo hút 100% mùi hôi và khó chịu. Không tin mày ngửi thử xem. Có hai loại, loại mày đang cầm là Secret Garden, rất là sexy và quyến rũ. Còn đây là The Dream Love, mùi ngọt ngào và thơm ngây,
nhưng không kém phần sang với cả lôi cuốn đâu. Giờ ta mới biết nước hoa vùng kín không chỉ thơm mà còn có nhiều tác dụng như vậy đấy. Cách dùng cũng đơn giản nữa. Mày chỉ cần nhỏ 1 đến 2 giọt lên trên quần jean, bôi vào cổ tay này, gáy hoặc là cổ thì có thể giữ được 48 tiếng đấy. Hoặc đến ngày đến tháng nhá, mày chỉ cần nhỏ 1 đến 2 giọt lên trên băng vệ sinh là mày có thể thơm tho cả ngày và không sợ bị viêm nhiễm gì hết luôn. Đang có chương trình khuyến mãi, mày mua bộ hai nọ nước hoa vùng kín này này sẽ được tặng một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ cũng của Thảo Mộc 37 luôn. Mà chai dung dịch vệ sinh phụ nữ này có tác dụng trị được sâm bẹn đấy. Ơ kìa, vui lên chứ, năm mới rồi, gạt hết những chuyện buồn và không may mắn của năm cũ đi, đón một năm mới nhá. Thế thì những cái tốt với cái may mắn mới đến với mày được. Mình là con gái thì mình phải yêu thương lấy bản thân mình trước, người ta mới yêu thương mình, đúng không? Là bản thân của mày, tao luôn ủng hộ mày mà. Mày quyết định như thế nào đi chăng nữa, tao vẫn luôn bên cạnh mày, cố lên. Điều bất ngờ mà em dành cho anh đấy. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì tất cả. Em đang nghĩ nếu như có một ngày anh phản bội em, lần đầu tiên anh quay về vì em, thì em sẽ lựa chọn gia đình. Còn nếu như có lần thứ hai, thì em sẽ lựa chọn sống cho bản thân mình. Mừng quá, cuối cùng thì chị em mình cũng đã gặp lại được nhau. Kể từ khi chị em mình thất lạc ngày còn nhỏ, chị vẫn luôn chăm chỏ và đi tìm em. Thôi, có gì thì chị cứ nói, tiếc gì phải cầm tay cầm chân em. Chị xin lỗi, tại vì chị mừng quá nên mới thế. Bây giờ nhìn em xinh đẹp quá nên chị rất là mừng. Nếu như mà bố mẹ còn có thể nhìn thấy em xinh đẹp như thế này thì chắc chắn là bố mẹ sẽ rất toại nguyện. Trông tôi như thế này, còn chị... Sao cơ? Em nói gì chị nghe không rõ. À mà không, tôi... Em... Mà cũng tại em bất ngờ quá vì có thêm một người chị gái như chị. À, thôi chết rồi, đến giờ chị phải đi làm rồi. Chị em mình sẽ liên lạc lại sau nhá. Chắc chắn là chị em mình sẽ còn nhiều thời gian để ngồi tâm sự và hàn huyên với nhau. Chị đi trước nhá. Chị đi đi. Cậu nhớ chăm sóc tốt cho em gái của tôi nhá. Vâng, chào chị. Đi đây. Đấy là chị gái em thật đấy à? Sao một người thì được 10 điểm như thế này, một người thì không được nổi 5 điểm ấy. Ôi trời ơi, đã đi xét nghiệm ADN rồi, chuẩn 100%. Lạ thật đấy nhở, không ngờ em lại có một cái bà chị quê mùa đến như thế đấy. Em cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà tại chị ta cứ bám da như đỉa ấy. Mà đã thế á, ngày nào cũng gọi điện thoại cho em, phiền không thể chịu được. Mà không biết có phải chị ta thấy em sang với cả nhiều tiền, thế nên chị ta bám lấy em không nhở? Mà thôi, cũng chẳng sao mà, dù sao thì cũng có thêm một người theo đuổi em, giống như anh theo đuổi em đấy. Thế mà mãi không chịu đồng ý làm người yêu của anh. Thì em cũng phải xem cái tấm chân tình của anh như thế nào chứ. Lại gọi, suốt ngày gọi. Alo, có chuyện gì vậy? Ngọc à, hôm nay chị đừng nghỉ, chị vừa mới lĩnh lương xong. Chị em mình cùng nhau đi ăn rồi mua sắm gì đó nhá. Lương của chị thì được bao nhiêu hả? Cũng vài cái đồng bạc, có đủ cho tôi mua cái túi hàng hiệu không? Mà thôi, chị cứ giữ lấy đi,
tôi có việc bận rồi nhá. Hay tới nhà chị đi, chị nấu món ăn mà em thích cho em ăn nhá. Chị biết tôi thích ăn cái gì mà nấu hả? Thôi nhá, đã có việc bận. Lương còn không đủ cho người ta đi một buổi spa, mày đặt. Mình cũng muốn xem người mà chịu hẹn hò với một người quê mùa lại xấu xí như chị ta thì trông mặt mũi thế nào nhỉ? Sao lâu nhỉ? Ngọc ơi, là chị này. Chị giới chào thiệu em. Với anh, đây là Ngọc, em gái thất lạc mới tìm lại được của em. Chào em. Giới thiệu với em, đây là anh Hoàng, là người yêu và cũng là chồng sắp cưới của chị. Chào anh. Em là Ngọc, em gái của chị Trang. Anh cũng nghe Trang kể nhiều về em rồi. Trang rất vui khi tìm lại được em. Mà nhìn em ở ngoài trông giống Trang nhở? Trông rất xinh. À thôi, hai chị em lên xe đi. Anh mới biết một quán ăn khai trương, ngon lắm. Đi, lên xe đi em. Đi thôi. Người vừa đẹp trai lại còn hiền lành, mà đã thế lại còn là giám đốc của một công ty, thế mà lại đi yêu cái bà vừa quê mùa lại còn sống như bà Trang á. Trong khi á, mình vừa xinh đẹp ngon như thế này mà không yêu á? Không được, một mối ngon như thế thì mình không thể bỏ qua được. Anh Hoàng phải là của mình. Alo, chị Trang ạ? Chị đang làm gì thế ạ? Chị đang đi làm, có chuyện gì vậy em? Đến tối chị mới về cơ ạ. Chết rồi, làm nào bây giờ? Có chuyện gì vậy em? Em... vừa nãy em đi qua đường thì bị một cái xe máy tông vào người chị ạ. Bây giờ em bị trật chân rồi. Mà ở đây thì em không quen biết ai cả. Làm thế nào bây giờ hả chị? Bây giờ em chỉ có một mình chị thôi, chị phải giúp em. Chết rồi, em bị làm sao? Có nặng không? Chị không ra ngoài được bây giờ. Để chị gọi cho anh Hoàng tới nhá. Em đợi một chút, em đang ở đường nào? Sao lâu thế nhở? Mãi không thấy đến gì cả. Lâu thế. Ngọc, em có sao không? Chị Trang bảo anh đến đây đưa em đi bệnh viện. Anh ơi, chân em đau quá. Vừa nãy em qua đường thì bị một chiếc xe máy tông vào anh ạ. Em không kịp né. Bây giờ chân em đau quá anh ơi. Vậy thì bây giờ anh đưa em đi bệnh viện nhá. Em ứ chịu đâu. Em muốn về nhà. Anh đưa em về nhà nhá. Ok, thế thì bây giờ anh đưa em về nhà, rồi anh mua thuốc sát trùng nhá. Đi thôi. Nhưng mà chân em đau, không đi được. Anh bế em nhá. Ngọc này, nhà anh có thuốc sát trùng không? Anh ấy vội quá nên quên mất không mua. Em không ạ. Tại em cũng không có thói quen giữ chút thuốc ở trong nhà anh ạ. Thế thì không được rồi. Nhất định phải xử lý, nếu không sẽ có sẹo mất. Anh, anh đừng đi. Anh có biết anh chính là liều thuốc quý giá chữa lành mọi vết thương cho em không? Cô. Anh kệ. Hai người,
Hai người đang làm cái gì thế này? Chị không thấy à? Người anh Hoàng có tình cảm là em, không phải là chị. Không. Kiều Trang, Trang. Anh đừng đi. Nếu cô mà không phải là em gái của Trang, tôi đã cho cô một bạt tai rồi ấy. Trang. Sành điệu thì em còn chê, đúng là cái loại mù sờ. Mà không sao, sắp có kịch hay để xem rồi. Trang, Trang. Em phải tin anh chứ. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chị Trang, em biết chị khó có thể chấp nhận điều này, nhưng mà em và anh Hoàng đã yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên rồi chị ạ. Cố im mồm đi. Em đã nói với anh rồi, nếu như anh chán em, anh có tình cảm với cô gái khác, thì anh chỉ cần nói với em thôi, em sẵn sàng rời đi. Thằng này lại là đứa em gái thất lạc bấy lâu nay của em. Em phải tin anh chứ. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cô ta làm như thế là để chia rẽ tình cảm của chúng ta đấy. Ngọc làm như vậy để làm gì chứ? Em không tin đâu. Anh Hoàng, tại sao anh có thể nói như vậy được? Lẽ nào anh đã quên hết những giây phút chúng ta hạnh phúc với nhau sao? Anh đúng là cái đầu quá đáng mà. Em đã tin lầm anh rồi. Ngọc đứng lại. Anh mau đuổi theo xin lỗi nó đi. Tại sao anh phải đuổi theo? Tất cả là do cô ta tự biên tự diễn. Anh không hề có tình cảm với cô ta. Em phải tin anh chứ. Có chuyện gì ấy nhở? Cô ta lại bày trò đấy. Mình chỉ định dọa họ một chút thôi. Ai ngờ lại bị tai nạn thật. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tôi còn sống làm cái gì nữa? Ngọc, bình tĩnh lại đi em. Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Chị đi ra kia đi. Chị đừng giả nhân giả tạo đây nữa. Ngay cả người theo đuổi tôi bao nhiêu lâu nay, khi tôi bị tàn phế họ cũng bỏ tôi, có hỏi han gì đến tôi đâu. Ngọc, bình tĩnh lại. Dù ai có bỏ em, nhưng chị sẽ không bao giờ làm như thế. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn bảo vệ và chăm sóc em. Thôi đi. Có phải chị thấy tôi nhiều tiền, giàu có, thế nên chị định bâu vào kiếm hời đúng không? Tôi nói là chị điên. Một đồng một cát tôi không bao giờ cho chị đâu, chị hiểu không? Không phải như vậy đâu. Em hiểu nhầm chị rồi. Mà thôi, không sao. Dần dần rồi em sẽ hiểu chị. Chị để sữa ở đây, em uống đi nhá. Chị vào hầm gà cho em. Dù có chuyện gì xảy ra, dù em có nói như thế nào, thì chị sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ và chăm sóc em. Định chiếm hết tiền, nhà với tài sản của tôi á? Còn lâu nhá. Alo, anh à? Sao ạ? Anh đã liên hệ được với bác sĩ ở bên Sinh rồi ạ? Và sẽ cho Ngọc sang bên đấy phẫu thuật. Thế thì tốt quá rồi, em chuẩn bị rồi. Tiền bạc với em bây giờ quan trọng gì đâu. Em chỉ có mỗi mình đứa em gái này thôi. Bằng mọi giá, em phải cứu được đôi chân của Ngọc. Ngọc còn trẻ như vậy mà. Em sẽ dốc hết số tiền tiết kiệm này của em để đưa Ngọc sang bên Sinh chữa bệnh. Vâng, em có tiền mà. Nếu như mà em thiếu thì em sẽ hỏi anh. Vâng, lát gặp lại anh ạ. Hay quá. Như vậy là em gái của mình có thể chữa khỏi chân rồi, sẽ không phải đi tập tễnh nữa, có thể đi lại bình thường được. Bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, mình phải đi ra ngân hàng rút tiền mới được. Ngọc, em cần gì thì cứ nói với chị, chứ sao lại đi ra tận đây? Chị sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho em ư? Em nghe thấy cuộc nói chuyện của chị rồi à? Thật ra anh Hoàng có liên hệ được với một bác sĩ ở bên Sinh. Họ nói nếu như mà em có đó phẫu thuật thì cơ hội hồi phục sẽ rất là cao.
chị chỉ có mỗi một mình em là người thân. Giúp được gì cho em thì chị sẽ làm chứ. Chị và anh Hoàng muốn giúp em thật ư? Tất nhiên là thật rồi. Chị không thương em thì chị còn thương ai chứ? Chị, em xin lỗi. Vậy mà em lại còn xem thường với cả khinh chị. Mà đã thế, em lại còn có ý đồ xấu với anh Hoàng. Chị, em xin lỗi. Ngốc ạ, chị và anh Hoàng cũng không trách gì em đâu. Thế nên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhá. Bây giờ anh Hoàng cũng không còn giận em nữa rồi. Việc của em bây giờ là chịu khó nuống tầm bổ để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ở bên Sinh. Vậy mà em còn nghi ngờ chị. Em thật là ngốc đúng không chị? Em nhận ra tình cảm của chị là chị vui rồi. Thôi bây giờ chị dìu em ra bàn rồi chị lấy gà hầm cho em ăn nhá. Mày đã cưới rồi à? Nhanh thế, làm tao bất ngờ đấy. Thì tao thích như thế mà. Mà này, hôm cưới tao, mày và em Hoàng nhớ phải đến đấy nhá. Yên tâm, nhất định ở đám cưới của mày tao sẽ có mặt. Đương nhiên rồi, tao với mày là bạn thân cơ mà. Mà này, mày và em Hoàng định khi nào cưới đấy hả? Nói đi, tao còn chuẩn bị vàng chứ. Thì bọn tao cũng định đợi ổn định sự nghiệp đã rồi mới tính. Mày lúc nào cũng lý do, ai mà chẳng phát triển sự nghiệp mà người ta còn cứ ầm ầm kia kìa. Tao thấy mày và anh Hoàng yêu nhau lâu như thế rồi, không định cưới thật à? Thật ra là tao cũng muốn có đám cưới, nhưng mà anh Hoàng thì khác, mày cũng biết rồi đấy. Anh ấy xuất thân là một gia đình có điều kiện, lại còn đẹp trai, tài giỏi, là ao ước của biết bao nhiêu cô gái. Tao chỉ sợ mình không xứng với anh ấy thôi. Nhiều lúc tao thấy mình chỉ giống như cái bóng đi bên cạnh anh ấy. Trời ơi, mày đừng có thiếu tự tin như thế. Tao thấy á, mày vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Thôi, tụi mình bỏ qua cái chuyện này đi. Này, hôm nay tao đến đây, mày phải bao tao đi ăn đi nhá. Rồi, đi, mình đi thôi. Anh này, cuối tháng này Ngọc tổ chức đám cưới, anh đi cùng với em nhé. Cuối tháng này anh bận rồi, chắc anh không đi được. Em đi với mình đi. Nhưng mà Ngọc nó mời cả hai đứa mình, nếu mà mình không đi thì kỳ lắm. Nhìn Ngọc đám cưới trông thích nhở. Anh có dự định gì cho đám cưới của chúng mình chưa? Anh định khi nào để tổ chức đám cưới? Em ạ, à, em không thấy chúng ta đang sống vẫn rất tốt sao? Tại sao lại cứ phải cưới làm gì? Mà anh đã nói là chúng ta cần có thời gian để có sự nghiệp được ổn định, đúng không? Mà anh thấy bây giờ nhiều gia đình họ còn chẳng cần cưới, họ sống với nhau vẫn rất hạnh phúc đấy thôi. Anh chỉ giỏi tìm lý do thôi, anh chẳng nghĩ cho em gì cả. Mình quen nhau cũng đã lâu rồi. Với phụ nữ thì kết hôn là sự ổn định lớn nhất. Mà em cũng đã quá tuổi rồi. Đó là em. Em yêu anh thì em phải tôn trọng anh chứ. Đối với anh ấy, sự thành công trong công việc mới mang lại sự ổn định được. Sự nghiệp của anh đang phát triển, anh không muốn nó bị ảnh hưởng, được chứ? Nhưng mà tổ chức đám cưới thì có liên quan gì đến sự nghiệp? Em không hiểu. Tại sao lại không liên quan? Thì còn tiền đám cưới, bao nhiêu chi phí, lại còn con mình nữa. Bao nhiêu việc như thế, làm sao mà anh kham nổi được? Còn chuyện bố mẹ em nữa, làm sao mà anh có thể thuyết phục được ông bà ấy đồng ý? Thôi, những cái chuyện này mệt lắm, anh chịu. Anh chỉ giỏi tìm lý do thôi. Nếu mà anh đã sợ đủ thứ như vậy thì chia tay đi. Em làm sao đấy? Chắc là bệnh dạ dày của em tái phát thôi. Ngày mai em sẽ đi khám lại. Thôi được rồi, em vào nghỉ ngơi đi, anh dọn cho. Mà này,
em cũng nên suy nghĩ lại việc này đi. Đừng có Azua tòng theo hội bạn em. Chúng nó cưới xin thì kệ chúng nó. Với lại anh cũng chưa sẵn sàng cho việc cưới đâu. Đi vào nghỉ nhá. Theo đường khía để lấy bút thử rồi bỏ bịch hút ẩm đi. Hai là mở nắp bút thử nhưng đừng bỏ nắp đi. Ba, hướng phần mũi bút thử vào dòng chảy của nước tiểu từ 8 đến 10 giây, chỉ để phần mũi bút thử bị ướt. Bốn, vẫn giữ mũi bút thử hướng xuống, đậy nắp lại như ban đầu. Năm, đặt bút lên mặt phẳng khô ráo, hướng mặt bút thử có ô đọc kết quả lên trên. 6 là chờ kết quả trong 5 phút rồi đọc kết quả. Mày được làm bố rồi á? Chúc mừng nhá. Không, mày hâm à? Tao chưa cưới đâu. Tao không thích trẻ con, với lại sự nghiệp là trên hết. Đang tự do bắt mình mà guồng cuộc sống hôn nhân làm gì, đúng không? Thôi thế tốt rồi. Chúc mừng hai vợ chồng mày nhá. Làm bố cho tốt vào đấy. Alo, Trang à? Ngọc, tao có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Tao có thai rồi. Gì? Có thai á? Trời ơi, chúc mừng mày nhá. Tao không ngờ mà còn nhanh hơn cả tao đấy. Thế khi nào hai đứa cưới? Nhưng anh Hoàng anh ấy không muốn cưới. Anh ấy bảo anh ấy còn phải lo cho sự nghiệp. Nếu như bây giờ kết hôn, anh ấy sẽ phải chăm sóc con cái, không có thời gian để làm việc. Cái gì? Thế bây giờ mày tính làm cái gì? Cái thai trong bụng càng ngày càng to, cưới sớm để nó ế rồi đấy à? Nhưng gia đình của tao khó lắm. Hay là... Này, mày điên à? Mày làm cái gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được phá thai đâu nhá. Tao biết rồi. Tao nghĩ nhá, bây giờ mày nên nói chuyện nghiêm túc với anh Hoàng. Đứa trẻ đến với thế giới là kết tinh từ tình yêu thiêng liêng của hai đứa chúng mày. Nó có quyền được yêu thương, được sống. Nếu không từ bước đường cùng, hai đứa chúng mày có đủ điều kiện để sinh đứa bé ra và nuôi dưỡng nó cơ mà. Tao biết rồi. Cảm ơn mày. Thôi được rồi. Mày cần gì thì gọi cho tao. Tao sẽ luôn ở bên mày. Anh, em có chuyện muốn nói. Em nói đi, anh đang bận. Cái này là cái gì?
Anh không hiểu. Anh ngốc thế. Đây là que thử thai. Hai vạch rồi này. Hai vạch là có thai á? Vâng, chúng ta sắp có con. Anh có thích không? Anh thích con của chúng mình là con trai hay con gái? Có thai. Vậy là anh đã có con á? Không thể. Không thể nào. Ơ à, anh. Anh. Sao? Sao anh ấy lại bỏ chạy nhở? Anh ấy không thích đứa con này sao? Chối bỏ mình và con à? Không được. Không thể như thế được. Này, uống nước đi. Mệt quá thì cứ nói với tao, để tao đưa mày đi khám bệnh. Mày đã liên lạc được với anh Hoàng chưa? Tao nghĩ mày nên nói chuyện này sớm với anh Hoàng. Mang thai là một chuyện rất quan trọng, và những cái suy nghĩ của mày sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi. Đứa trẻ được lớn lên và phát triển đầy đủ hay không là nhờ vào sự quan tâm và chăm sóc của bố mẹ. Nhưng mà tao chẳng biết nói gì với anh ấy cả. Tao vừa mới nói thì anh đã chạy mất rồi. Tao nghĩ chắc là anh Hoàng có lý do riêng nên mới làm như thế. Bởi vì đàn ông khi nghe tin họ có con nhất định sẽ rất bất ngờ. Mày cũng đừng vì thế mà nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Ôi dồi ôi, giật hết cả mình. Này, lần sau anh dọa ai thì dọa, đừng có dọa tôi nhá. Tôi bị yếu tim đấy. Cô ấy nói cho tôi biết đi, Trang đang ở đâu? Bây giờ anh mới tìm thấy Trang á. Anh đúng là một thằng đàn ông vô tâm. Ngay cả khi cái Trang gọi điện cho anh cũng không thể bắt máy cơ mà. Tôi biết tất cả lỗi do tôi. Nhưng tôi đã làm rơi điện thoại. Bây giờ tôi không thể liên lạc được với Trang. Cô hãy chỉ cho tôi biết Trang đang ở đâu đi. Làm ơn đi mà. Anh còn mặt mũi tìm cái Trang á? Anh có biết anh là một cái thằng đàn ông tham lam, ích kỷ và khốn nạn vô cùng không? Cái Trang đã bỏ hết tất cả để về chung sống với anh. Cái thứ nó cần là tình yêu và một mái ấm gia đình. Vậy mà anh xem, ngay khi nghe tin cái Trang có thai, việc đầu tiên anh bỏ chạy. Anh định chối bỏ hai mẹ con nó sao? Tôi biết, đó là lý do riêng của tôi. Nhưng cô hãy nói cho tôi biết Trang đang ở đâu đi. Muộn rồi, cái Trang nó về quê rồi. Từ bây giờ anh đừng bao giờ tìm cái Trang nữa. Và chuyện cái thai thì em cũng không cần phải có trách nhiệm với nó. Bởi vì cái thai... Cô hãy giúp tôi nhá. Trang, em đang có thai, tại sao em lại uống thuốc? Thuốc gì đấy hả em? Anh còn đến đây làm gì? Chẳng phải anh không cần hai mẹ con em à? Em uống thuốc gì, em làm gì anh cũng muốn quản sao? Em biết lỗi là do anh. Đáng lẽ ra khi em bỏ đi, anh phải níu lại mới đúng.
Nhưng thực sự lúc đấy anh rất sốc, anh không biết làm thế nào nên anh đã làm em tổn thương. Anh chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng khi anh về nhà thì anh lại không thấy em đâu cả. Hèn nhé, anh có biết tất cả những hành động hôm đấy của anh đã làm cho em rất tổn thương không? Anh không muốn kết hôn, anh sợ bị ràng buộc, anh sợ nó sẽ trở thành gánh nặng giữa hai đứa. Anh biết. Anh xin lỗi. Lỗi là do anh. Nhưng từ khi mà em đưa cho anh que thử thai, anh đã có trách nhiệm hơn với nó. Anh muốn em làm vợ anh. Anh muốn chúng ta có một mái ấm thật là hạnh phúc. Anh đã nói với bố mẹ anh và bố mẹ em rồi. Họ đã đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi mà em. Anh cưới em chỉ vì cái thai đấy thôi sao? Không. Anh cưới em vì anh yêu em. Cái thai chỉ là động lực để anh có dũng khí để cầu hôn với em thôi. Mà em muốn thuốc gì đấy? Đây là thuốc bổ cho bà bầu. Vậy con chúng ta, vậy là anh sắp được làm bố rồi đúng không? Tuyệt quá. Cảm ơn em đã giúp anh có cơ hội để được làm người đàn ông có trách nhiệm. Từ nay về sau, anh sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em và con. Em và con là mục tiêu sống của đời anh. Em hãy làm vợ anh nhá. À, quên mất. Còn cái này nữa. Đây là que thử thai Quistic Mistream của em à? Ừ. Khi anh về nhà, anh thấy que thử thai ở trên bàn. Anh biết đây là cột mốc đáng nhớ của chúng ta. Anh muốn lưu làm kỷ niệm nên anh đóng khung lại. Và anh rất muốn gặp em để cho em biết em và con quan trọng đối với anh như thế nào. Em đói không? Ăn gì không? Anh nấu cho. Em không. Mà hôm nay anh không phải đi làm à? Hôm nay anh phải nghỉ để đi mua sắm chứ. Anh phải chuẩn bị cho con của chúng mình đấy chứ. Thật không? Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Cái đồ ngốc này. Đấy là niềm vui và là trách nhiệm của anh. Em không nói thế đâu nhá. Vâng. Em cảm thấy mình thật may mắn nhờ Quickstick, một sản phẩm thần thánh giúp cho em và hàng triệu phụ nữ Việt Nam nhận ra được mình có thai không chỉ trong vài phút. Sản phẩm thần thánh này đã giúp em bước sang một trang mới trong cuộc đời. Ở nơi đó, em được thực hiện một thiên chức vô cùng vĩ đại, đó chính là làm mẹ. Và em sẽ cố gắng làm điều này thật là tốt. Còn đối với anh, Quickstick giúp anh nhận ra rằng tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất không thể chối bỏ. Anh sẽ cố gắng phấn đấu cho anh, em và con. Chợ. Vừa mới về đây. Con chào mẹ. Chả biết thế nào. Ba ngày nay thì cũng thấy biết thân biết phận, chưa thấy động tĩnh gì. Ôi ta ơi, ai mới về làm dâu thì chẳng giả vờ ngoan hiền như thế hả mẹ? Mẹ mà không tỉnh táo á, có phải mất trắng đấy. Nhưng mà
ai lại đi lấy những cái tiền mừng cưới của hai vợ chồng nó. Mẹ ngại cái gì? Toàn khách của anh Hoàng với cả họ hàng nhà mình. Bây giờ mà mẹ không tịch thu lại, mẹ giữ cho anh Hoàng, chứ để cho chị ta giữ, từ lâu ngày chị ta bòn mót gửi về cho bố mẹ chị ta ở quê lúc nào không hay ý. Ừ, con nói cũng đúng đấy. Chứ con nhà đàng hoàng tử tế, không có cái chuyện cố tình tìm cách có bầu để bước chân vào nhà mình. Mẹ mà không tỉnh táo qua ngày mất trắng đấy mẹ ạ. Rồi khổ mẹ, khổ anh con thôi. Ừ, mẹ biết rồi. Ở nhà nhớ làm việc nhẹ nhàng thôi, nhớ chưa? Em biết rồi, anh đi làm đi. Con ơi, ngoan nhá, ở nhà không có đạp mẹ đâu, mẹ đau đấy. Ớ, cứ làm như là cả cái thế giới này chỉ có một mình nó biết chửa đẻ thôi. Mẹ ơi, con đi làm đi mẹ ạ. Con đi làm đi, muộn giờ. Chị Trang, lại đâu tôi bảo. Dạ vâng ạ. Cái chỗ tiền mừng cưới ấy, mang ra đây mẹ kiểm tra rồi để mẹ giữ cho. Dạ. Ơ, thái độ của chị như thế là sao? Chị khó chịu à? Hay là chị định giữ cái đám tiền đấy để thu vén vào rồi gửi về cho ai đó? Dạ không phải như vậy đâu ạ. Là anh Hoàng nói với con mang số tiền đến ra ngân hàng gửi để tích lũy cho cháu. Thế nên là con... Gớm, thằng Hoàng nào nó nói như thế? Ở cái nhà này, bà già này vẫn còn sống nhá. Mà tiền mừng cưới của nhà cô thì được mấy đồng? Toàn tiền mừng cưới của nhà trai. Thế mà cô đòi định giữ tiền cơ đấy. Dạ vâng ạ, để chiều con ra ngân hàng rút tiền để đưa cho mẹ ạ. Mà tôi cũng nói để cho chị biết nhá, tôi không có ý định chọn chị về làm dâu đâu. Nhưng bởi vì chị cao tay quá cho nên tôi phải chịu. Ở cái nhà này tôi còn sống ấy, chị đừng tưởng chị muốn làm gì thì làm, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Ăn đi con. Dạo này mẹ nhìn thấy con gầy đấy. Chắc ở bên nhà chồng vất vả lắm phải không? Vâng, nhìn chung thì cũng chẳng thoải mái lắm mẹ. Thôi được rồi, để hôm nay mẹ nấu cho con mấy món ngon ngon bổ bổ để ăn tầm bổ nhá. Vâng ạ. Cô Ngọc mới qua chơi à? Gớm, mẹ có cô con dâu đảm quá. Mặt trời lên đến tận đỉnh rồi, bây giờ mới chịu dậy. Con vào bếp xem ở trong tủ có gì ngon ý, thì nấu cho em nó ăn để tầm bổ nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ bảo này. Dạ. Cầm lấy ít tiền, thích ăn gì thì cứ ăn, đừng có chịu khổ nhá. Vâng, con xin mẹ. Khổ thân con gái mẹ, đến của ăn mặc cũng không có nữa. Muốn đuổi con về rồi cái kìa. Cái thứ con dâu mất dạy này, cả tháng em nó mới sang thăm mẹ một hai lần, vậy mà dám bày trò dằn vặt để đuổi em nó à? Dạ không phải đâu ạ, con có ý như vậy đâu ạ. Con ai ngang qua thì lại bảo em chồng bắt nạt chị dâu, rồi bắt chị dâu hầu hạ. Thôi mẹ ạ, ăn được bữa cơm nhà mình chứ con nước không trôi mẹ ạ. Nhà này còn có tao nhá, tao mà chưa chết ý thì không ai đuổi được con tao ra khỏi nhà đâu. Dạ. Em không sao? Em không sao. Gớm, lấy vợ cái là quên hết cả mẹ cả em luôn. Mày im cái mồm đi. Không gốm đau, bầu bì ốm nghén gì. Tại sao không ở nhà mà tự nấu ăn đi? Sang đây sinh sự với chị dâu làm gì hả? À. Đấy mẹ thấy chưa, đội vợ lên đầu đến nơi rồi đấy. Hoàng, ai đẻ ra mày mà bây giờ mày đi bênh người ngoài chằm chặp thế hả? Lâu lâu em mới sang thăm mẹ một hai lần, không quan tâm chăm sóc em nó thì thôi, lại còn mắng mỏ nó. Mẹ bênh nó vừa rồi, nó cũng đi làm dâu như người khác đấy.
Này, em nói gì sai à hả? Mà tại sao mày đối xử với em gái như thế nhở? Mày sang thăm ý, thì cho đúng nghĩa là sang thăm đi. Đừng có sang đây sinh sự rồi thêm thắt vào, phá nát cái gia đình này. Cứ để cho nó tự làm đi, nó tự có tay có chân mà. Nhưng mà... Em vào nghỉ ngơi đi, bác sĩ đã bảo rồi, đừng có làm động thai. Thấy, mày thấy chưa? Con đã bảo rồi mà, bênh chẳng chẳng ý. Đúng là rước hổ về nhà mà. Mẹ ơi, mẹ dậy uống chút sữa cho có sức ạ. Mẹ ơi. Mẹ, sao mẹ cứ như thế vợ con ấy ạ? Mẹ ơi, con có điều gì không phải, mẹ cứ chỉ dạy cho con ạ. Chứ bây giờ mẹ không chịu ăn uống gì thế này, làm sao có sức để mổ ạ? Chị không cần phải tỏ ra tử tế với tôi, giả tạo lắm. Tôi không cần chị chăm, chị đi ra ngoài đi cho tôi đỡ chướng mắt. Bây giờ Trang không chăm mẹ thì ai chăm mẹ à mẹ? Không có vợ anh tôi không chết. Con gái tôi nó khác biết tự làm như thế nào. Mẹ vẫn chờ con gái của mẹ à? Alo. Anh đây. Cô sắp xếp thời gian đi, về chăm sóc mẹ. Mẹ không chịu ăn uống gì cả, nàng nặc đón con gái về đây này. Em á? Em không về được đâu. Với lại cơ quan em nhiều việc lắm. Mẹ chồng em cũng đang ốm nữa. Đi về chăm sóc mẹ mình chắc là em không sống được. Thôi, anh chị cố gắng chăm sóc mẹ cho em. Ít nữa em rảnh rỗi, em qua thăm mẹ sau nhá. Cái gì? Alo? Alo? Cái con này. Anh không thể nhận tiền được. Anh cứ trả tiền lại cho bố. Số tiền này cũng là cả đời bố mẹ tích cóp để dành. Còn mẹ cứ để anh lo xoay sở được. Thôi, anh cứ cầm lấy đi. Dù sao cô Ngọc cũng không có, cô ấy còn gia đình chồng cô ấy nữa. Em biết là anh đi vay mượn khắp nơi cũng khó khăn lắm. Thế nên anh cứ cầm tiền để lo viện phí cho mẹ chứ. Làm sao mà anh làm như thế được? Trong khi mấy tháng nữa em sinh rồi. Không sao đâu. Còn mẹ là còn chỗ dựa tinh thần. Bây giờ vợ chồng mình cứ phải lo chữa bệnh cho mẹ trước. Anh cảm ơn. Vợ chồng với nhau có gì mà anh phải cảm ơn. À, mà anh đừng nói chuyện này với mẹ nhá. Không, mẹ giận em như vậy, mẹ biết chuyện, mẹ lại không chịu đi bệnh viện đâu. Mẹ ăn chút cháo cho khỏe nhá. Mẹ. Mẹ ăn cháo ạ? À? Cô Ngọc sang chơi à? Chị cho mẹ tôi ăn cháo kiểu gì thế hả? Mà ăn cháo không thì bảo sao mẹ tôi không ốm yếu với cả xanh sao? Ngọc, lại sang đây để hạnh huệ đấy à? Anh! Này, mẹ để anh ra nuôi nấng anh bao nhiêu ngày tháng còn được, thế mà anh lại để cho chị đối xử với mẹ như thế à hả? Chị cũng nói ra được câu ấy cơ à? Mẹ nói gì thế ạ? Thế những ngày qua tôi đổ bệnh ốm đau nằm viện, chị ở đâu? Thì con cũng đã nói với mẹ rồi, là con cũng có nỗi khổ riêng mà mẹ. Chị không báo hiếu được cho mẹ đẻ của mình thì chị không có quyền tỏ thái độ với cái Trang. Nó là con dâu tôi,
Nhưng mà tôi thấy nó hơn gấp trăm gấp lần cái đứa con gái như chị đấy. Này, chị cho mẹ tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế hả? Chị sang đây thăm tôi thì tôi nhận, nhưng mà chị sang đây để kiếm chuyện với con dâu tôi thì mời chị về cho. Con dâu tôi nó chăm tôi là đủ rồi. Mẹ, con là con gái của mẹ mà. Anh nói với cô này, anh không biết là cô sống ở nhà chồng như nào, nhưng khi mẹ cần cô nhất ý, thì cô không ở đây. Mẹ đang giận đấy. Về đi. Khi nào mẹ hết giận rồi sao? Chào chị ạ. Sao hôm nay chị đến sớm thế ạ? Sao chị cũng để đến tầm trưa rồi qua cho đỡ mệt ạ? Chị quen dậy sớm rồi nên qua đây xem mọi người làm việc như thế nào luôn. Dạ vâng chị ơi, em đã để giấy tờ ở trên quầy thu ngân rồi đấy ạ. Có gì chị xem giúp em chị nhá. Ừ, chị thấy rồi. Chị ơi, chị cho em chạy về nhà một chút được không ạ? Sáng nay em đi vội quá nên em quên không đưa giấy tờ cho mẹ em. Xong việc em chạy lên ngay chị nhá. Ừ, thế em cứ đi đi, cửa hàng để chị trông cũng được. Dạ thế thì tốt quá ạ. Chị không phải lo đâu ạ, tí nữa cái hoa nó đến ngay đấy ạ. Rồi, cô cứ đi đi, không phải lo cho chị đâu. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em chào chị ạ. Chào chị ạ. Ôi chị Trang, sao chị lại phải làm việc này ạ? À, Liên nó có việc nên chạy về nhà. Chị thấy nó đang làm dở nên chị làm luôn. Chị cứ làm sổ sách nốt đi để em làm cho ạ. Hôm nay á, mẹ phải chịu chi một chút đấy nhá. Đợt này á, con tớ có cái hàng lớn thôi, phải mặc đẹp một tí, người ta mới có ấn tượng tốt đấy chứ. Mà đồ đây lại còn dễ mặc nữa chứ. Tôi có thích cô cái gì đâu. Hôm nay cứ chọn đi, thích cái gì chiều hết đi. Yêu mẹ nhất. Thế em xin chào ạ. Dạ không biết chị đang muốn tìm kiểu dáng như thế nào để em tư vấn cho chị ạ. Chị muốn chọn cái đầm nào vừa sang trọng nhưng mà lại phải tự nhiên cơ, không được quá cầu kỳ, mặc được mọi hoàn cảnh. Em giúp chị nhé. Bên em vừa ra mắt bộ sưu tập tháng 8 với những kiểu dáng chi tiết vô cùng mới mẻ trẻ trung, mang lại cho người mặc cảm giác sang trọng nhưng lại vô cùng tự nhiên. Chị có thể tham khảo ạ. Mẹ, mẹ thấy cái này thế nào? Đẹp chứ? Được đấy, con thử xem. Mẹ thấy hai cái này cũng được mà. Được đấy, em lấy chị ba cái này đi, chị thử luôn. Dạ vâng ạ. Em mời chị thêm vào phòng thử đồ ạ. Cô cho tôi hỏi một chút. Dạ, cô muốn tìm gì ạ? Không ngờ lại là mày à? Có chuyện gì vậy mẹ? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Con nhìn mà không nhận ra nó à? Mẹ quen em này à? Nó là con Trang. Con rơi con vãi của bố mày. Nhìn mà không nhận ra nó à? Hóa ra là mày à? Bây giờ tao mới nhận ra đấy.
con gái mẹ ăn cam đấy nhá. Ngọt đâu? Ngon quá mẹ ơi. Mà mẹ. Cái con kia, mày không làm đi. Xem đi mà xem. Tao móc mắt mày ra bây giờ chứ nào. Làm chấp chà chấp chạp, lề mề. Không thể nào mà chịu được ấy. Tao nói tao còn không làm đi. Mày nhìn cái gì? Ngước cả mắt. Mẹ. Gì? Con muốn chơi trò cưỡi ngựa. Sao chơi cưỡi ngựa giờ này? Mẹ lấy đâu ra ngựa cho con cưỡi? Mẹ. Còn mẹ đúng là thông minh mà. Rồi, mẹ bắt ngựa cho con nhé. Con kia, ra đây. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Đi đi, bỏ đi nhanh lên cái con ngựa này. Bỏ đi. Đi nhanh lên. Ôi trời ơi. Con ngu này, mày làm ngã con tao rồi đấy này. Đau không con? Mỗi cái việc này mày không làm được. Con làm cái gì nữa? Con cầm mình. Đau không? Con cũng là con của bố Sơn. Chị cũng là con của bố Sơn. Nhưng mà tại sao chị lại được sung sướng hơn con? Con thì không. Mày á? Mày phải trách mẹ mày ý. Đã làm ô xin thì còn không ăn phận. Dám vụng trộm với chồng tao này. Để ra cái loại mày. Này, tao quá tử tế rồi nhá. Tao cho mày ăn ở đây, ngủ ở đây đã là tử tế lắm rồi. Mày phải làm để trả ơn chứ. Hả? Con thêm mách bố. Này, con kia. Ai cho mày gọi bố tao là bố? Tao nói cho mày biết nhá. Bố ấy chỉ là của một mình tao. Bố chỉ thương tao. Chứ cái lại người đê hèn như mày á, bố tao không cần đâu. Biết chưa con danh? Con mẹ đúng là hiểu chuyện mà. Không như cái loại mày. Cút ra khỏi nhà tao. Cút đi. Bố mà biết gì? Thì cái gì? Này, bố mày á, bố mày cũng không quan tâm đến sự sống hay đã chết của mày đâu nhá. Tao ý, tao chỉ cần nói một lời thôi, mày cũng không làm cái gì được nhá. Còn kia, còn bây giờ cuốn chéo ra khỏi nhà tao. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con. Cút. Tưởng chết dẫm ở đâu rồi, hóa ra lại gặp lại ở đây à? Đúng là mẹ nào con đấy. Mẹ là ô xin, còn con thì là nhân viên bán hàng. Hơn mẹ thật đấy. Nhưng cũng vô phúc mà thôi. Mày, mày liệu mà vào phục vụ tao? Mày nhìn đồ tao đang mặc ý, chắc cũng biết tao là khách quen của thương hiệu GM rồi đúng không? Nếu phục vụ tốt ý, tao sẽ bo cho vài đồng. Còn nếu mà không, tao không hài lòng ý, tao sẽ báo lên bộ phận chăm sóc khách hàng của mày, để mày ra đường ở luôn. Chị ơi, em là nhân viên bán hàng ở đây ạ. Em sẽ tư vấn cho chị nhiệt tình ạ. Còn chị Trang, để chị. Đương nhiên rồi, tại dây em, khách hàng luôn là thượng đế mà. Bộ này. Bộ này. Đây nữa luôn. Bộ này thế nào mẹ? Được. Nữa luôn. Đây nữa. Mẹ thấy thế nào? Nốt đi. Mang vào đây. Được không mẹ? Bình thường. Tiếp tục đi.
chẳng đứng. Làm hỏng hết váy rồi thì ai còn thèm mua nữa hả? Cô có ghét chúng tôi thì cứ nói một câu, việc gì mà phải làm như vậy? Cô muốn đuổi khách phải không? Chị ơi, chị ổn sao không ạ? Chị không sao đâu. Đây là chiếc váy mà tôi thích. Cô không muốn bán thì cứ nói một câu, việc gì phải làm hỏng nó như thế này? Chị ơi, nếu mà chị thích cái đầm này thì nhà em còn đầm mới ở trong kho đấy ạ. Em có thể lấy cái khác thôi chị ạ. Đây là chiếc váy mà tao rất thích, nhưng mà mày lại cố tình làm hỏng nó. Bộ nhân viên ở đây làm việc kiểu không muốn bán hàng hay sao? Tao sẽ báo lên bộ phận chăm sóc khách hàng của mày để trị tội mày. Dạ, hiện tại thì chiếc đầm cùn này cũng chưa có hỏng hóc gì, chị cứ an tâm sử dụng ạ. Bên thì có bảo hành trọn đời về cúc, khóa, chỉ, đường may và là. Chị có thể mang qua bất cứ cơ sở nào của GM để được bảo hành miễn phí trọn đời ạ. Chúng tôi không cần biết. Nếu như muốn chúng tôi lấy thì phải đuổi con danh này đi. Đừng vì một nhân viên quèn mà mất đi một khách hàng tiềm năng như chúng tôi. Nhưng cô ơi, chị Trang, chị là sếp tổng của thương hiệu thời trang GM ạ. Cái gì? Sếp tổng á? Thật là hoang đường. Chúng mày đừng có lấy cái lý do xàm xí ra để bao che cho nhau, tội còn nặng hơn đấy. Trong cái bộ dạng của nó là đã biết không làm nên được cái trò chống gì, chứ đừng nói đến sếp này sếp nọ nhé. Mày nhìn đi, muốn làm sếp ý phải như con gái tao, cao ráo xinh đẹp thì mới tiến thủ được chứ. Dạ chị ơi, xe của chị đến đón chị rồi ạ. Việc ở đây chị cứ để chúng em lo ạ. Chị ơi, em xin lỗi vì chúng em mà để chị chịu nhiều thiệt thòi rồi ạ. Không sao, chị hiểu họ mà. Kia là xe của mày à? Dạ vâng ạ, chị Trang là sếp tổng của hãng thời trang GM. Bây giờ thì em xin phép giải quyết tiếp việc của chị ạ. Sao mày có thể hơn tao được nhở? Hay lại giống như con mẹ mày, bán thân để trèo cao? Đánh chết cũng không chừa được cái tính đi ve vãn đàn ông. Tôi đã nhịn hai người nhiều rồi. Là nhân viên thì tôi ân cần chăm sóc khách hàng. Dù thân phận của tôi có là gì thì hai người cũng không có quyền lôi mẹ tôi ra để nói hết lần này lần khác như vậy. Thế phải trách con mẹ mày. Làm gì để người đời chửi rủa, sợ trách bọn tao? Người đáng trách chính là bố của cô ấy. Dám làm mà không dám chịu. Chính ông ấy là người đã gây ra chuyện này. Nhưng mà không nhận tôi, đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Hai mẹ con các người độc ác đã cho tôi sống yên ổn ngày nào đâu. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân tôi, chứ chẳng dựa dẫm vào ai cả. Mày dám nói nhà tao như thế à? Vậy nên cô đừng có động vào mẹ tôi. Lớn cả rồi, nói chuyện có suy nghĩ đi. Lời cô nói ra để sỉ nhục người khác chính là cái để người ta đánh giá về con người cô đấy. Đã cố sang thì sang cho tới, chứ đừng có sang nửa mùa. Tưởng có tiền mà ghê à? Tưởng có tiền mà lên mặt dạy đời hả? Có tiền chưa chắc đã hơn người, nhưng mà có bản lĩnh để kiếm ra thì mới là quan trọng. Chai như thế này thì bao giờ mới giàu được chứ. Thôi, bà bỏ ra đi, bà đừng có động vào người tôi đấy. Ngày xưa ấy, bà mà không nhặt tôi ở bãi rác về, bà để cho người khác nhặt ấy, thì bây giờ tôi có phải khổ như thế này không? Thôi, bỏ ra, bỏ đi ra chỗ khác đi, đi cho khuất mắt tôi, đi lên. Cô ơi, cô uống nước đi. Nước cháu mới mang ở nhà ra đấy. Cô không cần phải cảm ơn cháu đâu. Còn anh ấy cứ để cháu xử lý.
đàn ông con trai gì mà suốt ngày nhăn nhó. Đây, anh uống nước đi cho nó tươi. Lần sau em không phải đến nữa đâu. Tự nhiên mất mặt ra. Người ta nghĩ gì thì kệ người ta, em đâu có bận tâm. Mà anh thì có. Ôi ôi, suốt ngày mà bắt tôi ăn cái bánh này á, tôi ngán đi tận ong rồi, bà biết không? Cho tôi hỏi, ở đây có AT là Sang không ạ? Cô hỏi anh Sang có chuyện gì? Tôi xin giới thiệu, tôi là Thư, là vợ của anh trai Sang. Tôi đến đây là để đón Sang về nhà. Mà làm trò gì đấy? Chị ơi, có thật là chồng của chị là anh trai ruột của em không ạ? Trước khi mẹ cậu mất, có để lại thông tin là cậu bị bỏ quên ở bãi rác ở gần đây. Tôi độ tuổi cũng chạc tuổi cậu. Và có một đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi đỏ ở trên. Ở đây đúng không ạ chị? Ở đây đúng không ạ? Bỏ ra đi. Bà không để cho tôi ấy, thì bà không có quyền, bà nghe không chưa? Mà bà không nuôi được tôi thì thôi. Bà đừng có cản trở cái đường công danh của tôi. Nghe thấy không? Anh đối xử với người đã nuôi nấng anh như vậy sao? Công ơn dưỡng dục còn hơn công ơn sinh thành đấy. Ôi ạ, bây giờ chúng ta chia tay nha. Tôi bây giờ ở một cái đẳng cấp khác rồi. Cô ấy còn lâu mới tới nha. Ê, chị ơi, chúng mình đi về thôi. Về thôi. Chiến trường năm xưa đây mà. Chào đồng đội. Có chuyện gì? Ôi, sao mà phải gắt thế? Tôi là tôi có lòng tốt, thế nên là tôi về đến đây hỏi thăm thôi. Dạ. Cho nhá. Đấy, cầm lấy mà tiêu. Bây giờ cái này tôi còn nhiều lắm, cứ cầm đi nhá. Anh làm như thế này khác nào là bố thí, trong khi bác đã nuôi anh từ nhỏ đến lớn. Nghèo lại còn sĩ à? Thế cũng cầm thì thôi. Chúng tôi nghèo nhưng mà chúng tôi có nhân cách, không giống như anh. Con bé này dám sỉ nhục mình à? Đúng là không biết điều. Tâm ở em đi. Đợi Thư một thời gian nữa thôi. Em thân với nó hơn rồi ý, em sẽ nói với nó về chuyện hiến thận cho anh. Em biết nó là em trai ruột của anh. Nhưng mà có sao đâu. Nếu mà nó hiến thận cho anh xong rồi thì mình đuổi nó đi, coi như không có nó là được chứ gì. Em tính hết cả rồi. Anh cứ yên tâm, đừng có lo lắng gì. Cậu Sang về rồi đây à? Mua sắm được cái gì chưa? Nếu mà cậu thiếu tiền ấy thì cứ bảo chị cho thêm nhá. Chuyện này là sao? Thế thì chắc là cậu nghe thì hết cả rồi à? Nếu mà nghe thì hết rồi, tôi cũng không vòng vo nữa, cũng không cần phải nói khéo với cậu nữa. Cậu cũng biết là chuyện anh trai cậu đi Singapore đấy chứ? Nhưng mà đấy không phải là đi du lịch mà là đi chạy thận đấy. Thế có nghĩa chị định lấy thận của tôi để thay thế cho anh ấy? Cũng đúng. Tuy là hơi có rủi ro nhưng mà cậu thấy đấy, công bằng mà. Chúng tôi đâu để cậu thiệt thòi cái gì đâu. Cậu đã tiêu hết bao nhiêu tiền của tôi rồi, tiêu hết bao nhiêu tiền của cái nhà này rồi. Tôi không cần nữa. Tôi trả lại hết các người đấy. Cậu trả lại thế nào? Từ ngày với cái nhà này,
say hơi cậu đi, quần áo cậu mặc, giày dép cậu đi, còn bao nhiêu tiền ăn chơi nhảy nhót của cậu nữa, cậu trả đi, trả đến bao giờ cho hết. Không, không, anh trai tôi là chồng của chị, tôi chắc anh ấy cũng sẽ không tính toán những cái này với tôi đâu. Cậu ngây thơ thật đấy, anh trai của cậu ấy, đến cái mặt của cậu còn không thèm nhìn, cũng không thèm biết luôn. Chẳng qua là về bệnh tình của anh trai cậu nên là chúng tôi mới tìm đến cậu thôi. Cậu là một thằng nhà quê, còn nghèo kiếp xác nữa. Không, tôi không tin, tôi không tin. Không tin ý thì cầm cái điện thoại này gọi cho anh trai của cậu mà xác nhận đi. Cậu Sang này, tôi nghĩ là cậu nên chấp nhận cho anh trai cậu một quả thận đi. Dù phẫu thuật có hơi nguy hiểm một chút, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa cái khoản tiền mà cậu tiêu ấy, chúng tôi không tính toán với cậu nữa. Chị đừng có mà mơ, tôi sẽ không bao giờ bán sức khỏe của tôi cho loại người khốn nạn như các người đâu. Cậu sai rồi, chúng ta là cùng một loại người. Chẳng phải là cậu đã vì tiền mà bán rẻ bà lão kia rồi sao? Nếu mà không ấy thì cậu đưa tôi 50 triệu đi, cái giá đó là rẻ rồi đấy. Còn không, tôi đành phải đưa cậu lên công an vậy, bảo với công an là cậu ăn cắp tiền của tôi. Các người, cậu nên suy nghĩ cho nó kỹ vào. Được, tôi sẽ làm theo ý của các người. Thế nhưng mà tôi cũng có một điều kiện. Anh đi từ từ thôi. Anh ta đến đây làm gì chứ? Con phải ngại nữa cơ. Sao anh ta lại ăn mặc như thế này? Lúc trước vẫn còn ăn mặc sang chảnh lắm cơ mà. Không sao đâu bác ạ, chắc là không có chuyện gì đâu. Hai người đến đây làm gì? Đây đâu phải là chỗ dành cho những người giàu có như hai người đâu. Tôi thì tôi cũng không muốn đến đây đâu. Nhưng mà ngày hôm nay tôi bắt buộc phải đến đây để trả thằng con trai vô dụng cho bà đấy. Muốn ăn mà lại không muốn làm à? Không có dễ thế đâu. Nào, tránh ra. Đã câm rồi mà còn cố nữa. Con xin lỗi mẹ, con đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Đi sửa chữa được chữa rồi. Nay con đến đây để xin lỗi mẹ. Và anh cũng muốn xin lỗi cha với hai người như vậy ạ. Thôi, không phải năn nỉ, ôi xin lỗi nữa. Tôi không đến đây để xem hai người diễn trò nhá. Bây giờ mà không có 50 triệu đưa đây, bằng không ấy, tôi đưa nó đi lấy thận. Anh trai còn bắt tư thận giai đoạn cuối. Bây giờ anh chỉ muốn đưa con về để có người hiến tặng thay thế ạ. Ý là sau này chắc cũng chả cần con nữa đâu. Này, có kể đi, kể cho nó đúng đúng một tí. Anh tiêu tiền của nhà tôi, hết tất cả các tiền rồi, bây giờ lại không muốn làm ăn gì á? Cái gì cũng phải có giá của nó, nghe chưa? Tôi biết ngay mà, giàu có như các người, nếu như sớm biết tin anh ấy bị bỏ rơi ở đâu thì đã đi tìm rồi, chứ đâu cần phải đợi đến bây giờ. Thôi, bây giờ con phải đi đây. Con về đây để chào mẹ với cả Trang lần cuối. Rồi con sẽ đi theo chị Tha đi lấy thận đấy ạ. Con đi đây. Quá thỉ gì cũng biết nữa. Bẩn thỉu. Đây là thứ rất quan trọng của bác ấy. Đây là tiền mà mẹ dành giúp để cho con với cả Trang lấy nhau ạ. Bác ấy đưa tiền cho cô để trả nợ cho anh Sang đấy. Cả đời của bà dành giúp được tí tiền lẻ thế này, thế mà bà cho cái thằng con trai bất hiếu của bà không thấy tiếc à? Bác ấy đã cầu xin cô như vậy rồi,
dù anh Sang có làm sai nhưng vẫn là người con trai một tay bác ấy nuôi lớn. Mong cô bỏ qua cho. Mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhớ. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Thôi, bây giờ tao không cần tiền nữa. Nếu ấy mà cậu có thể hiến thận cho anh trai của cậu, tôi sẵn sàng nuôi cậu cả đời mà. Anh ấy không có liên quan gì đến tôi cả. Đây mới là gia đình của tôi. Cô đi đi. Cậu được lắm. Chờ đây. Mẹ Trang, từ giờ con sẽ cố gắng làm được thật tốt để nuôi dưỡng và phụng dưỡng mẹ với cả Trang ạ. Này, đây là ai đấy? Giới thiệu với ông, đây là Linh, bạn gái mới của tôi. Giới thiệu với Linh, đây là Thắng, bạn thân cùng phòng trọ anh. Em chào anh ạ. Thảo nào, tôi thấy hai người thân thiết như thế, hóa ra là bạn gái à? Ông khéo chọn bạn gái thật đấy. Vừa ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp. Em cảm ơn anh. Đang làm gì đó Linh ơi? Ta đang ngồi với bạn thân của anh Hoàng. Thế à, hay đấy. Hay là mày thử chơi trò này, thử xem anh Hoàng nhà mày với ông bạn thân nói gì về mày. Đàn ông mà ngồi với nhau ấy là hay nói thật lắm đấy. Thử bằng cách nào? Hai anh ơi, em xin phép em đi vệ sinh một lát, hai anh cứ ngồi nói chuyện nhé. Ok, không sao đâu. Này, mới kiếm được em này ở đâu ấy? Xinh xắn thế. Này, ở đâu ra đấy? Em thấy anh Thắng bạn anh lắm. Anh ấy vui tính nhở? Thì bản thân anh mà. Nhưng mà này, anh không thích em khen người đàn ông khác trước mặt anh đâu đấy. Sao thế? Anh ghen à? Chả ghen thì sao? Anh Hoàng, bạn thân của em gái này, em gái anh chưa khỏe à? Đây này, anh cần cái chỗ này nó cần phải chi tiết hơn một chút. Vâng. Ờ, đây, chỗ này ok rồi. Anh Hoàng! Sao? Em gái anh đang phẫu thuật ở quê, cần 200 triệu á? Vâng, Hoàng đang rất là nguy kịch. Bác gái bảo em lên gặp anh xem anh xoay sở thế nào. Tại sao chuyện nguy cấp như vậy mà mẹ anh không nói cho anh nhỉ? Bác gái biết anh mới đi làm, sợ anh không có tiền lại lo lắng. Nhưng bác cũng hết cách rồi. Thôi được rồi, em về đi. Anh sẽ chạy vậy bạn anh xem sao. 200 triệu kiếm đâu bây giờ? Chắc anh phải bảo mẹ anh bán nhà ở quê rồi. Thế em về đây ạ. Em chào anh. Anh Hoàng này, nếu mà anh không ngại thì anh có thể mượn tạm tiền của em. Không được, anh có thể vay bạn bè của anh, anh sẽ không vay em đâu. Thà em để anh cầm tạm số tiền của em còn hơn là phải nhìn thấy cảnh anh chạy vậy đi vay bạn bè. Nhưng mà anh... Anh, tính mạng và sức khỏe của em gái anh mới là quan trọng nhất. Cảm ơn em. Anh hứa, anh sẽ không phụ lòng của em đâu. Em lên công ty đi. Anh nói chuyện với cô ấy một chút. Không có chuyện gì đâu, vâng. Đừng lo. Thank you.
mới kiếm được em này ở đâu ấy, xinh xắn thế. Này, ở đâu ra đấy? Con giám đốc, tiểu thư nhà giàu. Xinh nhưng mà hơi ngu. Này, thì có chốt là phương án cuối cùng để cưới không đấy? Cũng chưa biết được. Nhưng nói chung đây là tốt nhất, giàu nhất rồi. Nếu mà tìm được mối nào ngon hơn ấy, đương nhiên là tao sẽ đá đi rồi. Mày đúng là sát thủ tán gái đấy. Tán em nào đổ em đấy. Lót dép học luôn. Tán gái mà, nó phải có bài chứ. Đâu phải em nào như em nào đâu, đúng không? Nhưng mà là sao? Mày nói rõ tao hiểu xem nào. Thì ví dụ nhá, một đứa ấy mà nó xinh nhưng mà nó nghèo, thì mày cứ dẫn nó đi ăn bình thường thôi. Kể cả ăn ngoài vỉa hè nó cũng thích, mày hiểu không? Còn ví dụ nhá, con này nó xấu nhưng mà nó giàu, thì mày cứ nịnh nó, nịnh nhiều vào, nó dâng hiến hết cho mày. Vậy vậy còn cái kiểu mà tiểu thư nhà giàu mà lại còn xinh đẹp thì sao? Kiểu đấy á, xinh ấy thì nó có nhan sắc rồi, rất nhiều tiền đúng không? Thì bây giờ ấy, mình phải tỏ ra mình là một người hiểu biết nhiều, mình cứ chém gió loạn xạ lên, tỏ ra mình là một người thông minh, nó sẽ thấy mình cuốn hút, hiểu không? Ôi, đúng là đỉnh cao tán gái rồi đấy. Tôi với cô đã kết thúc rồi. Cô đến đây làm gì? Anh Hoàng, chuyện của mình không thể kết thúc nhanh như thế được. Mình yêu nhau 5 năm, em không tiếc anh cái gì cả. Đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại không thể thay đổi được đâu. Tình cảm không phải thứ để ép buộc. Anh vì cô ta à? Anh bảo anh chỉ lợi dụng để lấy tiền cô ta, rồi bỏ cô ta cưới tôi cơ mà. Vì cô ta giàu hơn cô rất nhiều. Cô ta hơn cô đủ mọi thứ đấy. Tôi nghèo thật, nhưng tôi đã hy sinh việc học hành để lo cho anh ăn học 5 năm trời. Thế mà anh đáp lại tôi như thế à? Thì cô nghĩ tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cô à? Nói thật nhá, tôi cảm thấy xấu hổ khi ở cạnh cô đấy. Còn cô thì sao? Có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang như tôi, không phải cô đã hãnh diện trong 5 năm à? Coi như cái số tiền đấy là số tiền trả cho tuổi thanh xuân của tôi đi. Tôi nhắc lại một lần này nhé, cô mà còn theo bám tôi ấy, đừng có trách tôi áp. Cô lại... Tôi biết cả rồi. Tôi, cô và các cô gái khác nữa đều giống nhau. Yêu nhầm người. Tôi xin lỗi. Lau giọt nước mắt đi. Bây giờ tôi và cô sẽ đi trừng trị kẻ sợ khanh đấy. Ý cô là... Này, tình hình dạo này với em tiểu thư như thế nào rồi? Mày yên tâm, tao sắp thành công rồi. Bố em ý, tao còn lừa được cơ mà. Tao sắp thăng chức rồi đấy. Ui, đến lúc đấy nhá, đừng có mà quên anh em nối khố này đấy. Yên tâm, tao đã nghĩ sẵn một vị trí cho mày rồi. Cái gì? Thật á? Dĩ nhiên, tao đã bao giờ nói dối mày cái gì chưa? Alo? Rồi đấy. Thật á? Vâng, bố nói với em là báo cho anh để anh chuẩn bị tâm lý. Thằng ơi, tao sắp thành sếp rồi, tao thành công rồi. Thật đấy hả? Ừ. Thế thì phải làm hấp nước cho ngọt giọng của làm sếp chứ. Alo. Là em đây. Em đang đứng trước cửa nhà bạn gái anh. Tên là Linh nhở? À mà nghe nói bố cô ta là giám đốc nơi anh đang làm việc đúng không? Cô làm cái gì đấy? Còn sao nữa? Tôi sẽ gọi điện cho gia đình bạn gái anh để biết về bộ mặt thật của anh. Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu tin nhắn với cả ảnh của chúng mình đây này. Nói đi, cô muốn gì? Trả lại cho tôi tiền nuôi anh 5 năm ăn học với cả phí
ví thanh xuân tôi đã hy sinh cho anh. Được. Cô muốn bao nhiêu? 5 năm, anh nhân với từng ấy tháng. Mỗi tháng tôi đưa cho anh 5 triệu. 300 triệu, bảo 100 triệu phí tổ thanh xuân. Cô... Sao? Anh có trả không? Trả? Tôi trả. Thắng, bây giờ tao chỉ có 200 triệu thôi. Mày có thể vay thêm tiền cho tao. Tao muốn yên vụ này. Tao á? Ừ, mày yên tâm đi. Tao hứa sẽ trả mày thật nhanh. Với lại, tao đã lo cho mày một vị trí rất tốt rồi. Đi mà, được không Thắng? Ờ. Đi. Thôi được rồi. Chuyển rồi. Tiền đã nhận được rồi, bây giờ tới lượt phải cho anh ta một bài học. Yeah. Chào giám đốc ạ. Hôm nay cháu xin phép đến để nhận việc và giới thiệu luôn cho bạn cháu ạ. Dạ cháu chào giám. Này, tại sao em lại ở đây đấy? Bố tôi đã nói anh bị đuổi việc. Anh hãy cầm đồ của mình và ra khỏi công ty ngay lập tức. Chắc em đang đùa anh đúng không? Thôi, đừng đùa anh như thế. Anh tưởng kế hoạch của anh thành công rồi à? Anh hơi bị coi thường chúng tôi rồi đấy. Cô... Không phải là ai cũng dễ lừa như là anh nghĩ đâu. Những gì anh đang nhận xứng đáng với những gì anh làm. Linh, em nghe anh giải thích đã. Anh không cần phải nói thêm gì cả. Anh càng nói, tôi lại càng ghê tởm hơn bộ mặt của anh. Đoạn hội thoại của anh và anh ta, tôi đã ghi âm hết cả rồi. Và nếu mà anh dám dở trò ấy, tôi sẽ công bố rộng rãi hình ảnh của anh và đoạn ghi âm này. Anh còn đứng đấy làm gì? Cút mau! Thế còn 200 triệu của tao? Đến rồi đấy à? Đây nhá, nói có sách mách có chứng. Này, anh nhìn đi. Em đầu tư vào sàn giao dịch tài chính này nhá, trong vòng 1 tháng mà lãi lên đến 1,5 tỷ đấy. 1,5 tỷ? Đấy, anh xem đi. Em bảo anh này, tiền để một chỗ chỉ là đồng tiền chết thôi. Tại sao mẹ không đưa nó lên sàn để đầu tư tiền đẻ ra tiền? Mà không phải là một đồng đẻ ra một đồng đâu. Một đồng đẻ ra 10 đồng đấy. Nhưng mà... Anh không phải lo, đơn giản lắm. Anh em lập một cái tài khoản trên trang đầu tư tài chính này nhá. Sau đó thì anh đẩy số tiền mình muốn đầu tư vào. Càng đầu tư nhiều thì mình càng lãi nhiều. Mà phải liều mới ăn nhiều anh ạ. Ừ, nhưng mà anh nói thật nhá, anh cảm thấy hơi lo. Anh không phải lo. Nếu mà anh lo ấy thì đầu tư ít một, mình thấy lãi mình sẽ đầu tư thêm. Còn nếu mà không ấy thì mình rút chân ra vẫn còn kịp. Nhưng mà em đảm bảo với anh chắc chắn là sẽ lãi. Tại vì chính em là người tham gia đầu tư mà. Em thấy lãi nhanh, với cả em cũng quý anh nên em mới mách anh đấy. Chỗ anh em thân quen như thế này anh lo cái gì? Hay là thế này nhá, bây giờ anh còn 50 triệu, anh thử được không? Vâng, anh thử đi, giao dịch luôn xem thế nào. Em chỉ anh cách lập tài khoản nhá. Alo, em ơi, anh vừa mới ăn được 1.000 đô rồi, cảm ơn nhá. Ừ. Rồi,
Alo anh ạ. À? Vâng. Anh ơi. Anh cho em vay 3 tỷ được không? Vâng. Em hứa 1 năm sau em sẽ trả cả gốc cả lãi luôn ạ. Vâng, anh chuyển luôn vào số tài khoản của em nhé. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh này, em thấy mình vay một số tiền lớn như vậy lại còn phải cắm cả nhà nữa, em thấy lo lắm. Em yên tâm đi, thuận vợ thuận chồng ý, tát biển đâu cũng cạn. Anh nó kế hoạch cụ thể rồi, chỉ một năm nữa chúng mình sẽ lấy được cả gốc cả lãi, thậm chí nhá, lãi gấp 5 lần gốc cơ. Vâng, em nghe theo anh. Thế nào rồi anh? Có liên lạc được với cô ta không? Chưa. Chắc cô ta trốn rồi. Công ty cũng đóng cửa, cái sàn cũng sập rồi. Con khốn, con lừa đảo. Mấy tỷ như thế mà cô ta ôm chuồn hết á. Anh đừng có uống nữa. Không uống thì làm gì? Anh nghĩ cách để mà giải quyết đi. Suốt ngày rượu bia như thế này làm được cái gì? Thằng này thế đấy. Thằng này hèn thế đấy, thằng này kém thế đấy. Sao? Cô khinh tôi đúng không? Cô khinh thằng này đúng không? Em chán cảnh suốt ngày anh rượu bia như thế này lắm rồi đấy. Anh đừng có uống nữa. Đưa đây. Anh về rồi đấy à? Hàng đấy, được không? Có chồng rồi mà trông cũng ngon nghẻ đấy chứ nhờ? Thì ta đã bảo với mày là ngon rồi mà. Ra ngoài ấy, chưa chắc có tìm được mối nào ngon hơn đâu. Anh Hoàng, anh nói cái gì đấy? Phục vụ người ta đi. Anh nói cái quái gì đấy? Chịu thôi, hết cách rồi. Bây giờ ấy, cái nhà này đâu có giá trị gì nữa đâu. Nợ thì chồng chất lên đầu ấy. Bây giờ cô là thứ duy nhất có thể kiếm được tiền trong cái căn nhà này. Họ trả cô 500 đấy. Phục vụ cho tốt vào. Anh có còn là con người không đấy à? Anh định biến vợ anh thành gái đấy à? Sao? Năm ngược kiếm tiền không thích à? Cô đi làm gì? Phục vụ người ta đi. Nào, ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Tránh ra đây ra. Mày phải lại gần tôi không khách khí đâu. Còn điên này, chồng mày đã bán mày thành gái rồi mày còn ưa bướng à? Các người mày lại gần tôi, tôi báo công an đấy. Sao? Thích bướng á? Nói cho cô biết nhá, muốn làm vợ của thằng này ấy, thì phải phục vụ người ta, không ấy cút khỏi cái nhà này. Anh nghĩ tôi còn cần làm vợ của anh lắm à? Đồ cầm thú. Cút, cút ngay. Này Thơm, ở ngoài trời đang mưa to lắm, anh ra ngoài cẩn thận ướt. Là anh à? Sao lại phải chạy? Sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà, hóa ra anh lại sống như thế này à? Phải, tôi sống như thế đấy. Đúng là đáng thương. À không, phải là đáng khinh mới đúng. Cô nói đủ chưa? Sao? Thấy nhục nhã à? Thấy xấu hổ à? Chưa là gì so với những gì mà tôi phải chịu đựng đâu. Đây là quả báo đấy. Phải, tôi đang bị quả báo đấy. Cô muốn tôi chết đi đúng không? Cô mới hài lòng đúng không? Ông trời đúng là có mắt. Ông trời có mắt thế nên anh mới phải bị như thế này. Là ông trời có mắt đấy. Hoàng, tao tìm mày mãi hóa ra mày ở đây à?
Đã bảo là sang nhà tao thì không chịu, cứ phải ở đây làm khổ bản thân mình làm cái gì? Hai kẻ ác ôn chơi với nhau à? Anh ta đã chịu quả báo rồi đấy. Sao anh vẫn còn sống ung dung như vậy? Cô thôi đi, cô vừa phải phải thôi. Cô nói tôi thì được, tôi không thèm chấp. Nhưng mà cô đừng có mắng bạn tôi như thế. Tại sao tôi lại không được nói anh ta như vậy? Tôi cứ thích nói anh ta như thế đấy. Thậm chí tôi còn muốn nguyền rủa anh ta sống khổ nhục hơn nữa cơ. Cô không biết là nó yêu thương cô còn hơn cả bản thân nó à? Yêu á? Yêu tôi mà lại muốn biến tôi thành gái để kiếm tiền à? Cô thôi đi. Đã thế tôi sẽ nói cho cô chuyện này. Thôi đi. Mày có định giấu giếm đến bao giờ nữa? Điên này, mày nói cái gì trong điện thoại đấy? Mày nghe này hết rồi mà. Sao phải làm như thế? Nó biết nó sẽ hận mày cả đời đấy. Tao muốn như thế. Tao đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cũng không thể làm khổ cô ấy được. Tao đã đánh cô ấy, tao đã thất bại trong cách làm chồng, nhục nhã trong cách làm chồng. Thắng, mày giúp đỡ tao đi. Chỉ có mày giải thoát cho cô ấy thì tao mới được giải thoát thôi. Được rồi, mày muốn thì tao giúp. Tao sẽ diễn kịch cùng mày. Chuyện hôm đó ở nhà chồng em là một vở kịch do anh và Hoàng tạo nên. Nó không muốn em phải khổ sở vì biết nó nợ nần nhiều, còn phải gán cả nhà, trốn chui trốn lủi vì chủ nợ. Hôm nọ anh tìm nó mãi mà không được. Nghe người ta nói cái chân của nó ra nông nỗi này là do chủ nợ đánh đấy. Thôi được rồi, hai người tự nói chuyện đi. Sao xảy ra chuyện như vậy mà anh lại không nói với em? Trang, em đừng thương hại anh. Em đi đi, tìm một hạnh phúc mới có thể che chở cho em. Anh nghĩ em là người như vậy à? Anh càng cố đẩy em đi xa thì em sẽ càng khổ tâm hơn thôi. Đối với em, được ở bên cạnh anh mới là điều khiến em hạnh phúc. Nhưng anh không mang lại hạnh phúc cho em được. Anh không muốn em phải chịu khổ. Anh đừng nói như vậy. Em có thể chịu khổ được mà. Em có thể cùng anh gánh vác mọi chuyện. Alo ạ. Dạ, anh nói thật ạ? Vâng ạ, em lên ngay đấy ạ. Trang ơi, anh được cứu rồi. Có chuyện gì thế anh? Công an vừa gọi, họ đã bắt được Ly rồi. Họ gọi anh ra làm chứng. Chúng ta đã được cứu rồi Trang ơi. Thế rốt cục là bây giờ anh có về với tôi không? Anh đang đi công tác tận trong Nha Trang, sao mà về bây giờ được? Tôi bị tai nạn, anh giao cho trợ lý giải quyết. Bây giờ tôi ốm nằm liệt giường, anh cũng định giao cho trợ lý nữa à? Bây giờ tôi hỏi anh nhá, rốt cuộc là vợ quan trọng hay là công việc quan trọng? Thôi nào Trang, em đừng có trẻ con như thế nữa. Đương nhiên là anh phải nắm rõ tình hình, biết em hoàn toàn ổn rồi anh mới yên tâm làm việc đấy chứ. Vợ, thông cảm cho anh lần này, công việc kết thúc anh sẽ về với em ngay. Tối nay về anh mua quà cho em nhá. Nhưng mà... Thôi, anh bận họp rồi. Alo, alo, anh Hoàng. Chồng mới chặt con. Alo. Chào chị em, nhà em không? Trung à? Ai chà chà, đúng là nhà của Hoàng chủ tịch có khác. Được đấy. Gớm, không có bàn tay chị mày lo toan trang trí nhà cửa thì còn lâu mới được như này. Ông kia chỉ giỏi lượn thôi. Thế về nước lâu chưa? Em vừa xuống sân bay phát, em gọi cho chị luôn. Quý hóa thế. Quý hóa như thế
thì chị cho em ở lại nhà chị chơi ít hôm đi. Ở lại nhà chị á? Vâng, chị biết là gia đình em ở bên kia hết. Em về đây một thân một mình, công việc thì chưa, nhà cửa thì cũng không. Chẳng ở nhà chị thì em biết ở nhà ai? Công tử nhà giàu như cậu muốn mua nhà có khó gì? Ý của chị như thế là không muốn em ở lại đây chứ gì. Thế mà nói thương mình, quý mình, toàn lừa. Bày đặt dỗi mới sợ chứ. Ý chị không phải như vậy. Nhưng mà bây giờ anh Hoàng chị đi công tác suốt, chị ở nhà có một mình. Cậu ở lại đây là một nam một nữ trong nhà, người ngoài nhìn vào không hay. Càng như thế thì chị càng phải giữ em lại. Chẳng phải chị nói với em ấy, anh Hoàng toàn mải mê công việc, bỏ bê chị suốt còn gì nữa. Bây giờ em ở đây, chị em mình thân thiết với nhau, anh Hoàng mà nhìn thấy nhá, anh ấy sẽ nổi máu ghen, lại còn sợ mất chị. Đến lúc đấy em cá với chị, ông ý lại quấn chị cả ngày không hết ý. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì nữa? Hay là chị lại sợ em có ý đồ gì phá hoại hạnh phúc của chị ý? Không, chị không có ý đấy. Chị chỉ sợ người ngoài nhìn vào đàm tiếu không hay thôi. Sao chị lại sợ những cái đấy nhỉ? Ai cũng biết ý, chị em mình chơi thân từ nhỏ với nhau, với lại mối quan hệ giữa hai gia đình rất là tốt. Bây giờ em nói thật nhá, mình sống cho bản thân mình, chứ mình có sống cho thiên hạ đâu mà chị phải sợ. Mà thôi, nếu mà chị không muốn em ở lại thì tí nữa em đi ra ngoài em thuê nhà cũng được. Thôi được rồi, chị đồng ý. Có khi cũng phải làm như vậy thì ông Hoàng ông ấy mới chừa. Yeah. Yeah. Hai anh em ăn trái cây đi. Giới thiệu với anh, đây là Trung, con trai của bác bạn thân của bố. Ngày trước đám cưới mình, em nó bận thi cử thế nên không về được. Du học sinh Mỹ đi nha. Còn giới thiệu với em, đây là anh Hoàng, chồng chị. Chào cậu. Em chào anh. Hy vọng thời gian này em ở đây sẽ không gây bất tiện cho anh. Ở đây á? Sao bớt? Ý cậu là cậu ở chung nhà với tôi à? Dù sao bố của Trung cũng là bạn thân của bố. Hai nhà cũng có mối quan hệ thân tình. Mà trước đây ba người cũng đã giúp đỡ bố rất nhiều. Ý anh là mình còn một căn hộ cao cấp hơn để không nữa. Sang bên đấy ở cho tiện nghi, với lại anh không phải lo vấn đề đấy đâu. Em dễ nuôi ấy mà. Em với chị Trang ấy rất là thân với nhau, cho nên anh không phải lo vấn đề sẽ bất tiện hay không đâu. Đúng rồi đấy, ngày trước hồi còn nhỏ bọn em đi du lịch ở bên Hàn có đi nhà tắm hơi chung với nhau mà. Chị Trang, đợt này em về ấy, chị em mình phải hâm nóng lại tình cảm với nhau. Em nghĩ hay là ngày mai đi, hai chị em mình đi phượt riêng giống như ngày xưa ấy. Em với anh chị nào, anh đi. Rồi, để em chuyển cho chị nhá. Nào. Ê. Rồi. Không, không, không. Chị nín thở vào, cong cái mông lên, như thế nó mới sexy nhá. Rồi, đúng rồi đấy. 3, 2, 1, 1. Đâu đâu, mang ảnh đi xem nào. Đúng là em trai cưng. Chụp ảnh đẹp thật đấy. Ngồi nhà thôi mà cũng có bộ ảnh thân thái sống ảo như này. Chuyện em của chị mà lại. Em biết đấy, Trang rất là thích chụp ảnh, cho nên em đã đi học chụp ảnh đấy. Hay là hôm nào em sẽ chụp cho chị một bộ ảnh nude nhá. Ý em là bộ ảnh lưu giữ tuổi thanh xuân ý. Được, chị cũng muốn chụp bộ ảnh lâu rồi. Đúng là chuẩn kiểu Trung hiểu chị mà. Em không hiểu chị thì ai hiểu chị hả? Trang mà thích cái gì ý, em thề em phải làm bằng được cái đấy. Anh về rồi. Anh. Em biết là anh về rồi, nhưng mà hai chị em đang mải nói chuyện sống ảo, thế nên là chưa chào anh thôi. Thôi, anh vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay em sẽ đích thân vào bếp. Để anh vào bếp cùng nhá. Thôi, anh Hoàng ấy chỉ làm những cái công to việc lớn thôi, còn mấy việc vặt vặt ấy cứ để em phụ chị Trang là được rồi. Được đấy. Chị em mình đi siêu thị, xong rồi về nhà chủ tài. Ok, đi. Trang, anh lại uống tiếp đi. Chị, anh Hoàng về rồi.
Ai? Chồng chị á? Không, không phải chồng chị. Chồng chị đi làm cơ mà. Chồng chị không về nhà đâu. Anh ý nhá, suốt ngày chỉ có công việc thôi. Vợ, vợ ơi. Anh ý tưởng là cứ ném cho chị một cục tiền là được. Không, chị cần quan tâm. Chị cần quan tâm cơ. Em đã nói với chị rồi mà. Chồng như thế mất đi cho em. Chỉ tiếc là em đến muộn một bước. Không thì người ở bên chị này quan tâm chị là em. Đi, đi uống tiếp. Uống vì cái sự tiếc nuối. Chắc là anh Hoàng anh ấy ghen rồi đấy nhỉ? Chắc chắn với chị là sẽ ghen. Em đã bảo chị rồi, chị sẽ được như ý. Yeah. Yeah, yeah. Trang, ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói. Có vẻ như lấy anh, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh luôn muốn cho cuộc sống của chúng mình tốt hơn, nhưng anh lại không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh không biết em muốn gì. Anh thực sự xin lỗi em. Cuối cùng anh cũng nhận ra lỗi lầm của mình rồi đấy à? Muộn rồi à? Quá muộn đấy chứ. Em nói cho anh biết nhá, sự vô tâm của đàn ông sẽ dẫn đến sự rung động của người phụ nữ với một người khác. Cứ cái đà này rồi sẽ có người thứ ba xen vào đấy. Trang, nếu mà em cảm thấy rung động hay là em tin bất kể ai có thể làm cho em hạnh phúc thì em cứ vượt bước đi. Anh nói cái gì cơ? Em đừng nghĩ gì cả. Em hãy cứ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình thôi. Anh yêu em thế nên là anh luôn nghĩ cho em. Chính vì thế em hãy cứ buông tay đi nếu em muốn. Anh bị điên à? Anh đang nghe hết cuộc hội thoại của em với Trung trong lúc say rồi. Anh thấy em rất thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cậu ta. Anh không thích điều đấy. Thế bây giờ anh muốn cái gì? Anh muốn cái gì thì anh nói đi. Anh luôn muốn tách hai người ra bằng mọi cách, nhưng anh luôn muốn em hạnh phúc. Anh không biết làm thế nào cả. Chính vì thế anh nghĩ chúng ta cần có khoảng không gian riêng. Anh sẽ dọn ra ngoài. Ờ. Này, đủ điên. Anh đúng là điên thật rồi. Alo, anh đây. Em cứ yên tâm, mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Em cứ ở nhà đợi tin vui của anh. Hôm nay ấy, chị phải nhậu với em một bữa cho quên sầu đi. Chị không muốn uống, chị chỉ muốn ở một mình thôi. Chị lại giận dỗi rồi lấy sang cả em à? Hay là chị nghĩ em đang cố tình phá hoại hạnh phúc của chị và anh Hoàng? Em cũng chỉ đang lo nghĩ cho chị thôi mà. Đừng muốn chất vấn chị nữa. Chị chỉ muốn được yên thôi. Được, em sẽ để cho chị yên. Chắc là ngày mai em sẽ quay trở lại Mỹ. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Sao lại thế? Bởi vì em nghĩ nếu như em không xuất hiện nữa thì anh Hoàng mới thấy thoải mái được. Thôi, chị không phải nói gì cả. Để em vào rót cho chị cốc nước.
chị uống đi. Anh Hoàng, thằng khốn. Anh Hoàng, anh em giải thích đã. Em và Trung thật sự không có ý gì với nhau đâu. Đúng, em không có ý gì với cậu ta. Nhưng cậu ta thì đang có ý đồ xấu với em đấy. Kìa anh Hoàng, anh đừng có ghen tuông mù quáng quá. Anh bình tĩnh đi. Tôi không ghen tuông. Tôi đã cho người âm thầm điều tra cậu đấy. Cậu đã cho chất kích thích vào trong cốc nước của Trang, sau đó định khống chế, ép Trang phải nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tôi cho cậu à? Anh Hoàng, anh đừng có mà vu khống như thế nhá. Điện thoại của tôi có video của anh nói chuyện với tình nhân. Anh có muốn xem không? Thằng khốn này. Tôi nể mặt bố cậu nên tha cho cậu lần này. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Em xin lỗi. Cũng tại em trẻ con vĩ kỷ quá. Trang, không phải tại em, là lỗi tại anh mà. Chúng mình làm lại từ đầu nhá.